Du Du quát tháo ầm ĩ, lúc nào sửa xong tường nhà thì lúc đó anh mới có thể tới, đúng là không hổ danh con gái nhà Triệu gia, còn dữ dằn hơn cả anh trai Triệu Hoành Thiên. Ha ha. Một tối của ba ngày sau, tại quán ba không say xưa của Phùng gia, MC rapper đẹp trai lên tiếng chào mời, "Các bạn trẻ, mọi hóa đơn tối nay đều do Triệu công tử thanh toán, vì vậy vui chơi thả ga đi anh em ơi." Đám đông nghe vậy phê pha hết thảy, gào rú lên ngất ngây, mấy cô em bikini mõm mẩy uốn éo hết tầm, đủ các ngón nghề được trình diễn trong ba này. Lúc ta đang hay, chẳng có gì có thể ngăn cản, say dia coi sơ bộ thì thấy ba này ăn chơi cũng gọi là đủ đầy. Diệp Hàn từ lúc nào đã chủ động tìm đến, sau khi đã quan sát hết một lượt, anh chọn đại một góc ngồi nhâm nhi tạm cốc uy kỳ. Trong lòng suy tính, tin tức lấy từ chỗ của Doãn Nhi, thì đây chính là đại bản danh của Phùng Gia. Nghĩ đến đây không còn chút hứng thú nào với nơi bày nữa, Phùng Gia đê tiện xảo quyệt, dốc chai rượu cạn, Diệp Hàn một mình lặng lặng bước vào giữa đám đông. Anh nghĩ, Trung Gia dùng mất tiếng rưỡi cũng không tìm thấy hắn, nếu đã như vậy thì hướng về phía loa đài âm thanh ánh sáng của quán ba, Diệp Hàn mỉm cười nham hiểm, anh biết thừa muốn dụ hổ chúa thì chỉ có chui vào hang liền tự tay đáp thẳng cái chai tới trực tiếp dụ hắn ra thôi một tiếng nổ trong vang lên giữa căn phòng âm thanh ánh sáng bỗng chập chân tắc ư đám đông đang vui vẻ thấy có vấn đề liền kháo nhau bỏ chạy tán loạn á à, cứu mạng chuyện gì vậy đánh nhau rồi chạy mau thôi diệp hàn bình chân đứng chờ mọi việc coi bộ đúng như kế hoạch ngay lập tức mấy thằng vệ sĩ của quán như mấy con hổ đói đã bâu lấy diệp hàn nhăm nhe ham dọa dám gây chuyện ở địa bàn của phùng gia ta thấy ngươi chính là chán sống rồi có phải không dám phản kháng chống đối sẽ đánh gãy chân ngươi mau đi theo bọn ta một chuyến Diệp Hàn mỉm cười thích thú, khoanh tay đáp lại không chút lấn cấn, dựa vào mấy tên tép diêu các ngươi mà cũng muốn bắt nạt ta, gọi Phùng Gia Cút ra đây cho ta. Mấy thằng vệ sĩ điên đầu luôn, chưa từng gặp tên nào ngủ ngáo như thanh niên mỏng mình này, bọn chúng thi nhau nạt nộ, ngươi mà cũng xứng gặp Phùng Gia sao? Cút cho ta, xông lên phế tên tiểu tử này, ta thấy ngươi rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt đấy, tự mình tìm chết. Diệp Hàn lại chuẩn bị được phen đen công pháp ra thử nghiệm thực tế, trải qua mấy ngày nghiên cứu, ta sơ bộ cũng đã nắm vững hình ý của ngũ hành quyền. Hôm nay vừa khéo lấy ra tập luyện một chút, nói rồi, Diệp Hàn không người xuống vận nội lực, đám vệ sĩ nhau vào tả sung hữu đột, một màn khởi đầu như mong đợi của Diệp Hàn. Diệp Hàn dùng tốc độ thi triển cực nhanh, đen quyền phách, quyền toàn, quyền băng và quyền phách tấn công về phía đám người. Diệp Hàn vừa đá xong một tên, lách qua khe hở mà đấm vào mặt trên khác, mà bọn chúng không kịp phản kháng, chỉ có thể bị dính đòn của Diệp Hàn. Không đến một phút, 10 tên thuộc hạ hoàn toàn bị đánh bay, nằm ngất xỉu trên sàn nhà. Diệp Hàn nhàn nhã phủi tay, nhìn đám người yếu ớt nằm dưới chân mình, hừ lạnh nói, "Hừm, một lúc thì đánh sạch chúng thôi." Những người bên trong quán bar nhìn thấy cảnh này, kinh hãi mà hét lên, chỉ một đánh người, chỉ vài giây ngắn ngủi. Quá lợi hại, vị huynh đệ này tuyệt đối là cao thủ. Có người lại tin tưởng sức mạnh của Phùng gia, nói với người bên cạnh, cao thủ con khỉ, đợi Phùng gia xuất hiện, tiểu tử này xong đời. Đúng lúc này, tại lầu 2 của quán bar, có một bước chân chậm rãi từ từ bước tới, âm thanh trầm thấp vang lên, chàng trai trẻ, thân thủ không tệ. Người trên lầu là một lão nhân chừng 50 tuổi, tay chống gậy, mặc trên người một kiện đường trang. Phía sau ông ta là một đám người thân hình cao to, đứng nghiêm chỉnh ở phía sau lão nhân. Ông ta nhìn Diệp Hàn nghiêm giọng nói tiếp, nhưng dám gây sự ở địa bàn của ta, không cho một lời giải thích, thì hôm nay cậu đừng mơ có thể ra khỏi đây. Lão nhân này chính là Phùng gia, chủ nhân của đám người trong quán bar. Diệp Hàn nhìn về Phùng gia, cười lạnh chất vấn hỏi, "Tôi hỏi ông, ba ngày trước, ông sai người chặn đường tôi, kẻ đứng sau sai khiến là ai?" Phùng gia nhìn Diệp Hàn, âm thanh cũng dần lạnh xuống, hừ lạnh nói, "Hóa ra là tiểu tử ngươi, xông lên cho ta, hắn là người Bạch thiếu đã chỉ đích danh." Hai tên thuộc hạ của Phùng gia bên cạnh liền tuân lệnh nói, "Rõ." Những người ở hiện trường nghe thấy lý do này, hốt hoảng thốt lên, "Cái gì? Tên tiểu tử này, thế mà lại đắc tội với Bạch thiếu?" Mà sau lời ra lệnh của Phùng gia, đám thuộc hạ phía sau Phùng ra song xuống phía dưới, đem Diệp Hàn vây lại ở giữa. Bọn chúng gương mặt hung ác nói: "Đi chết đi." Diệp Hàn bị bao vây, nhẹ nhàng đánh bay đám thuộc hạ của Phùng Gia. Sau đó, Diệp Hàn liền phi lên trên tầng 2, đối mặt với Phùng Gia. Phùng Gia nhìn uy lực đòn đánh của Diệp Hàn, kinh ngạc mở to mắt nói: "Nội kình cao thủ?" Diệp Hàn nắm chặt bàn tay, đầy kiêu ngạo đe dọa nói: "Không sai, ông nếu như không muốn ăn đòn, thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi." Phùng Gia nhìn Diệp Hàn phô trương thực lực, cười lạnh một tiếng. Sau đó, Phùng Gia liền đem cây gậy trong tay ném ra ngoài, rồi nói: ta đã rất lâu không dùng toàn lực rồi chỉ thấy rẹt một tiếng thân hình trắng kiện của phùng gia hoàn toàn được lộ diện cơ bắp cuồn cuộn, cuộn gân xanh nổi lên cả cơ thể của phùng gia bùng cháy rất khó tưởng tượng thân hình này lại là của một người đàn ông trên 50 tuổi ông ta nói ta cũng là nội kình cao thủ chúng ta hôm nay quyết đấu đi diệp hàn nhìn phùng gia gương mặt không khỏi đen lại nói tiêu rồi gương mặt của diệp hàn trầm xuống nhếch mép cười hỏi muốn giết tôi tới đây xem thử nói rồi cả cơ thể diệp hàn nội kình mênh mông như nước đưa bàn tay hướng phùng gia khiêu khích lúc này cục diện trong quán ba là hai người một lớn một nhỏ một đỏ một xanh đối diện nhau, nhưng khí thế chẳng ai kém ai. Đám người ở bên trong quán ba nấp sau cây cột, hóng hớt nói, hai khí thế này thật khủng bối. Tên nhóc đó rốt cuộc là ai, thế mà lại có sức mạnh tương đương với Phùng gia, ai sẽ thắng đây? Bên chiến trường, Diệp Hàn đưa nắm đấm ra, dùng một đòn hổ sát tấn công về phía Diệp Hàn. Bên này, Diệp Hàn cũng không yếu thế, dùng quyền bào mà đỡ lại, giống như cuồng long ra biển, mạnh mẽ vô cùng. Trong phút chốc, hai quyền chạm nhau, phịch một tiếng xung quanh nổi lên sóng gió cuồn cuộn, sức mạnh không thể tưởng tượng đám người trong quán ba bị uy lực của hai cú đánh thổi bay ra xa phải bám vào tường và cột để chống đỡ có người không bám được bị bay ra ngoài quần áo còn bị thổi bay ra khỏi người bọn họ thét lên đầy thảm thiết mạnh xung kích mạnh quá mạnh xung kích mạnh quá cứu mạng tôi sắp bị thổi bay rồi mẹ ơi tôi không muốn ở đây nữa tôi muốn về nhà bên này hai người diệp hàn và phùng gia bị uy lực của cú đấm mà lùi lại phía sau trên người phùng gia đầy vết thương nhìn chằm chằm diệp hàn khuôn nói gì còn diệp hàn cũng bị thương không kém cả người chật vật mà thở hồng hộc bên này đám người hóng hớt lại lòi ra nhìn chằm chằm hai người nói ai thắng có người đứng về phía phùng gia nói phùng gia nội công thâm hậu nhất định có thể thắng còn có người không đồng tình nói không biết nha bên này diệp hàn khụy gối xuống mặt đất miệng rỉ máu khó khăn mà đứng dậy cắn chặt môi lại phùng gia nhìn diệp hàn khó khăn đứng dậy cười lạnh nói tiểu tử ngươi còn non lắm nhưng chưa để phùng gia kịp đặc ý một luồng sáng phóng ra sau lưng ông ta phùng gia khuôn mặt đầy kinh hoàng mà trợn to mắt rồi ông ta ngã gục xuống đất nằm dạp trên đó diệp hàn nhìn phùng gia cúi đầu xuống nói ừm phùng gia ngẩng đầu lên mùng khạc ra máu đầy khó khăn lắp bắp nói sao sao có thể ta sao có thể thua người diệp hàn lau đi vệt máu trên môi khinh thường nói chưa thức của ông sớm đã bị tôi nhìn thấu rồi nhưng trong lòng diệp hàn thẩm mỹ mình dùng âm dương pháp nhãn nhìn thấu quỹ đạo vận hành linh khí trong cơ thể hắn một kích trọng thương mọi người tại quán ba nhìn thấy phùng gia mạnh như vậy thế mà lại bị đánh bại bọn họ sợ hãi lùi lại phía sau kinh hoàng nói thua thua rồi phùng gia thế mà lại thua tên nhóc này thật đáng sợ nhân lúc hắn không chú ý mau chuẩn thời còn phùng gia nằm dưới đất nghe những lời của diệp hàn không can tâm nói đáng ghét ta tại sao có thể thua một tên nhóc con lông mọc còn chưa dài phùng ra đút tay vào túi quần trong đó là một cây súng lục nhìn diệp hàn từ từ bước gần đến trước mặt mình diệp hàn chất vấn hỏi bạch thiếu ông nói lúc nãy có phải bạch lạc phi không phùng ra khó khăn mà quỳ gối đứng dậy hướng diệp hàn đưa ra điều kiện nói rồi ngươi có thể tha cho ta không diệp hàn khoanh tay lại gương mặt không cảm xúc lạnh giọng nói tôi chết có thể miễn nhưng ai bảo ông làm hại người khác tôi sẽ phế võ công của ông nay khi diệp hàn không chú ý phùng ra liền lấy trong túi ra một khẩu súng hướng về phía diệp hàn Nhìn nong súng trước mặt, Diệp Hàng kinh hãi nói, "Tiêu rồi, hắn có súng." Đúng lúc này, ở cửa quán bar ở ngoài có tiếng còi cảnh sát vang lên. Một nữ cảnh sát xinh đẹp bước vào, một cảnh sát mặc bộ đồ bó sát, thân hình hoàn mỹ, gương mặt nghiêm túc bước vào. Nữ cảnh sát này chính là cảnh sát Yên, cô rút khẩu súng ra, bắn một phát về phía Phùng Gia. Cảnh sát Yên hướng những người bên trong hét lên, "Bỏ vũ khí xuống, tất cả giơ tay lên." Viên đạn từ cảnh sát Yên ghim vào tay của Phùng Gia, ông ta hét lên đầy đau đớn, "Á, ah, cái tay của ta." Theo đó, khẩu súng trên tay ông ta cũng vì thế mà rơi xuống đất trong lòng phùng ra thầm mắng cảnh sát sao lại tới đây ở bên ngoài cửa rất nhiều cảnh sát từ bên ngoài tiến vào hướng những người bên trong hô lớn cảnh sát đây tất cả đứng im giơ tay lên dám tổ chức đánh nhau ở đây toàn bộ theo tôi về điều tra sau một hồi dọn dẹp cảnh sát đã thu thập tất cả mọi người còng đám người ở quán ba lại đám người đó bị còng lại sợ hãi khóc lóc nói anh cảnh sát ơi chúng tôi sai rồi cảnh sát yên đi đến chỗ diệp hàn đang ngồi nghỉ ngơi sau trận đánh cảnh sát yên một chân đặt lên bụng một tay chống hông tay còn lại lắc lắc còng nói với diệp hàn cậu tự mình đeo còng hay là để tôi giúp cậu đeo sau đó diệp hàn đã được đưa đến phòng thẩm vấn bên trong phòng thẩm vấn diệp hàn nhàn nhã ngồi trên ghế ngoáy ngoáy lỗ tai mà ngáp dài một cái cảnh sát yên đi từ bên ngoài vào trong tay còn cầm một tờ giấy cảnh sát yên đọc lên diệp hàn nam 18 tuổi cao một m tám bố mẹ đã mất từ trước tới nay luôn ở cùng chị gái những gì tôi nói đúng chứ diệp hàn nở nụ cười đầy sáng lạn vui vẻ nói những gì cảnh sát nói đều không sai hồ sơ này nhìn một cái là biết công dân lương thiện vì vậy cũng nên nhanh thả tôi ra đi chứ cảnh sát yên cả người khó chịu trực tiếp đập bàn trợn mắt nhìn diệp hàn quát nhiều lời cậu mà là công dân tốt mấy ngày trước cậu và đám người cửu lão tam đã xảy ra chuyện gì diệp hàn cố gắng cười gượng đẩy vấn đề sang chỗ khác ừm chuyện này cô nên đi hỏi cửu lão tam hắn chủ động chặn đường tôi tôi chỉ là tự vệ mà thôi yến cảnh sát lại mặt lại gần diệp hàn nhìn thẳng vào mắt diệp hàn mà tức giận chất vấn hỏi ha hơn 30 người hôn mê cửu lão tam bị trọng thương cậu còn dám nói với tôi là cậu tự vệ diệp hàn không để ý tới lời nói của yên cảnh sát sự tập trung của diệp hàn đã ở chỗ khác đôi mắt thành hình trái tim máu mũi không tự chủ chảy ra thấy yên cảnh sát nhìn mình chằm chằm diệp hàn gãi gãi mặt yếu ớt nói vậy nói như kiểu của cô là tôi phải đứng yên chịu đoàn không được động thủ cảnh sát yên thấy diệp hàn còn tiếp tục muốn biện minh bàn tay tóm lấy cổ áo diệp hàn xách lên nghiến răng tức giận nói thời gian ngắn như vậy từ một nam nhân yếu đuối trở nên có sức mạnh như vậy người đứng đằng sau cậu rốt cuộc là ai thế lực ngoại quốc hay là tổ chức ngầm mau nói diệp hàn bị kéo như vậy gương mặt trở lên hốt hoảng không thôi ánh mắt từ từ hạ xuống nhưng đập vào mắt lại là ngực của cảnh sát yên nước miếng từ miệng diệp hàn lại không ngừng chảy ra giọng nói đầy thèm thuồng nói tự đại cảnh sát yên nhìn theo ánh mắt của diệp hàn bàn tay bóp chặt lại thành hình nắm đấm tức giận gần giọng nói khốn khiếp cảnh sát yên nhấc bổng diệp hàn lên đôi mắt thành hành hình viên đạn đưa tay ra nói cậu nhìn chỗ nào đầy hả ngay khi chân của cảnh sát yên chuẩn bị đánh lên diệp hàn liếc mắt nhìn qua đầy kinh ngạc nói ừ muốn động thủ diệp hàn nhanh như chớp đẩy cánh tay đang nắm mình ra vòng qua chân đang đá cao của cảnh sát yên ngồi xuống dưới đất mà thở phào một tiếng ủ thấy diệp hàn ở dưới chân mình mà nhìn lên cảnh sát yên tức giận đỏ bừng mặt nện chân xuống mà hét lên đi chết đi diệp hàn vội đưa hai tay ra phía trước ngăn chặn đòn tấn công của cảnh sát yên thở phào nhẹ nhõm nói hích hích nguy hiểm quá diệp hàn nhếch mép cười trêu chọc nói cảnh quan muốn kiểm tra thực lực của tôi cũng không nên ở đây chứ bị diệp hàn trêu chọc như vậy cảnh sát yên tức giận cố gắng đẩy diệp hàn bên chân mình ra nói khuôn kiếp mau thả tay ra còn nữa nhắm mắt vào không được nhìn ngay lúc cảnh sát yên đưa tay đấm ra nhưng nắm đấm chỉ dừng ngay ở trước mặt diệp hàn liền dừng lại mà tầm mắt của diệp hàn lúc này ở một nơi khác đôi mắt phát sáng như sao nhìn thứ hình tam giác cũng phát sáng không kém đây chính là thánh quang cảnh sát yên tung một trường đánh bay diệp hàn bám ở chân mình ra xa còn diệp hàn kêu lên một tiếng bị đánh cho máu mũi tung tóe nằm vật ra nhà diệp hàn nằm trên sàn đầu óc mơ màng lẩm bẩm nói tiêu rồi hình như mình nhìn thấy tận cùng của vũ trụ còn cảnh sát yên sau khi định thần lại cả người tỏa ra sát ý chết chóc bóp chặt nắm đấm đi về phía diệp hàn cảnh sát yên với giọng nói như ma quỷ tức giận gần giọng nói khốn khiếp tôi phải giết cậu còn diệp hàn nhìn người đến gần mình sợ hãi lùi lại đằng sau vội vã giải thích mỹ nữ đừng đừng kích động kỳ thực tôi vốn dĩ không có nhìn thấy quần trong của cô màu gì Diệp Hàn càng nói thì lại càng lộ, rất nhanh liền bị cảnh sát yên tức giận chặn miệng lại. Cảnh sát yên tức giận quát, cậu câm miệng cho tôi. Đúng lúc này, một cảnh sát mở cửa ra, nói vọng vào bên trong, đội trưởng, cục trưởng Chu đã tới rồi, đang thả đám người phùng ra. Cảnh sát yên đang tức giận đến phát điên, thì nghe thấy âm thanh ở đằng sau, liền liếc mắt nhìn qua nói, cái gì? Cảnh sát yên sau đó quay người lại, trở lên bình tĩnh quay người lại đi ra ngoài nói, tôi đi xem thử. Còn Diệp Hàn ngồi ở góc tường thở phào nhẹ nhõm, được cứu rồi. Trước khi đi ra ngoài, cảnh sát yên không quên ra lệnh cho viên cảnh sát dẫn tên tiểu tử này đi theo tôi viên cảnh sát nhận lệnh nói rõ đội trưởng sau đó viên cảnh sát nhanh như chớp túm lấy diệp hàn xách ra ngoài theo cảnh sát yên tại một căn phòng khác cục trưởng chu chu hành đống đang nắm tay cười nói vui vẻ với phùng gia phùng gia tươi cười nói cục trưởng chu lần này đa tạ ông rồi lát nữa tôi sẽ tặng một ít thổ đặc sản tới phụ ông chu hành đống cười tươi như hoa khách khí nói khách khí khách khí đều là bạn bè hà tất phải câu nệ như vậy ngay lúc này cảnh sát yên và viên cảnh sát dẫn diệp hàn bước vào cảnh sát yên gương mặt căng thẳng hướng chu hành đống phản bác nói cục trưởng ở quán không say rượu điều tra phát hiện có súng ống tôi nghi ngờ bọn họ đang tiến hành hành động phi pháp người không thể thả chu hành đống quay ra dân dạy nói tiểu yên không có chứng cứ không thể nói bửa phùng tiên sinh là thương nhân hợp pháp súng ống chỉ là vật phòng thân thôi họ có giấy sử dụng súng hoàn toàn hợp pháp sau đó ông ta lại chỉ về diệp hàn hung giữ nói tiểu tử này hắn mới là đối tượng trọng điểm của chúng ta hiểu chưa thì ra hai người chu hành đống và phùng gia đã thông đồng với nhau phùng gia cười lớn khen ngợi nói cục trưởng chu thực là anh minh sáng suốt có sự dẫn dắt của ngài tin rằng trật tự trị an của chúng tôi sẽ càng ngày càng tốt chu hành đống cũng theo đó mà cười phụ họa nói đâu có đâu có cảnh sát yên nhìn hai người trước mặt vẫn không đồng tình nói vậy cũng phải sau khi điều tra rõ ràng mới được thả người bây giờ thả họ không phải điều tra quá qua loa sao chu hành đống thấy cảnh sát yên không tuân lệnh của mình tức giận chỉ vào mặt cảnh sát yên cao giọng nói tôi là cục trưởng hay cô là cục trưởng tôi nói thế nào thì làm như thế đấy mau lôi tên diệp hẳn ra đây tống hắn vào nhà giam đám cảnh sát nghe lệnh chu hành đống liền xông ra bao vây lấy diệp hàn ở bên trong diệp hàn không hề có chút lo lắng hay sợ hãi khoang tay cười nói chu cục trưởng Ta khuyên ông suy nghĩ thận trọng một chút." Mà bên tay của Diệp Hàn đang cầm điện thoại, bên trong đó có tin nhắn cầu cứu của Diệp Hàn, "Tôi đang ở đồn cảnh sát, mau tới đây." Chu Hành Đống thấy Diệp Hàn không sợ chết, liền bóp chặt nắm đấm đi tới, hung ác nói, "Tiểu tử thổi như ngươi là cái thá gì, còn bảo ta suy nghĩ? Mau đưa hắn đi, lát nữa tôi sẽ đích thân thẩm vấn hắn." Các cảnh sát nhận lệnh nói rõ, gương mặt hung ác xông tới chỗ Diệp Hàn. Đúng lúc này, cảnh sát Yên vội đứng ra, chặn trước mặt Diệp Hàn nói, "Dừng tay." Cảnh sát Yên cầm điện thoại giơ lên, hướng tất cả mọi người nói, "Tôi vừa nhận được điện báo, bây giờ vụ án này sẽ do tôi toàn quyền phụ trách tất cả lui xuống cho tôi chu hành đống tức giận chỉ vào cảnh sát yên quát tháo hồ dược yên đội trưởng cô đang nói chuyện với ai đấy còn coi cục trưởng tôi ra gì không hả cảnh sát yên lạnh giọng nói đây là chỉ lệnh của cấp trên đích thân truyền xuống sau đó hướng tất cả mọi người ra lệnh nói bây giờ tất cả cảnh sát nghe lệnh bắt lấy phùng đào còn chu hành đống tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh sát yên đám cảnh sát ở bên ngoài đứng giữa hai người phân vân nói rốt cuộc thì phải nghe ai yên đội trưởng có lẽ sẽ không tùy tiện giả mạo chỉ thị của cấp trên đâu đó là phạm pháp thông báo chắc chắn là thật có viên cảnh sát nhìn cảnh sát yên tin tưởng nói trong tay yên đội trưởng có chỉ thị của cấp trên tôi cảm thấy những gì cô ấy nói đều là thật thấy đám cảnh sát đều nghe lời cảnh sát yên tức đến xì khói nói đám gia hỏa các người bình thường làm cảnh sát kiểu gì vậy hả một chỉ thị không có căn cứ các người đã mù quáng tin theo sao ông ta chỉ về phía cảnh sát yên hung dữ quát yên lăng kiểu tôi phải cách chức trước đội trưởng của cô đúng lúc này ở bên ngoài cửa vang lên âm thanh đầy tức giận ngươi là cái thá gì cũng có thể cách chức yên đội trưởng chu hành đóng nghe thấy âm thanh này cả người đưa ra quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra ở bên ngoài cửa, có ba người tiến vào, hai nam một nữ. Trong đó, người dẫn đầu chính là Đường Hải Bân, hai người còn lại là Lâm Bách Mặc và Chu Doãn Nhi. Thấy người tiến vào, Diệp Hàn vui mừng nói, "Doãn Nhi, Lâm đại ca." Lâm Bách Mặc và Doãn Nhi cũng vui mừng không kém, phân khích nói, "Diệp Hàn." Thấy ba người tiến vào, tất cả mọi người đều hướng ba người tới, cung kính hành lễ. Đám người bên trong hốt hoảng nói, "Trời ơi, đột nhiên sao lại có nhiều nhân vật lớn tới đây thế này?" Đường Hải Bân công tử thị trưởng, thiếu gia Lâm gia, thiên kim Chu gia, ai cũng lợi hại, họ tới đây làm gì? Thấy tình cảnh này, Chu Hành Đống trong đầu xuất hiện một sự cảm không tốt lắm, ông ta lo lắng nghĩ, đừng mạnh động, những người này có lẽ là vì Diệp Hàn mà tới. Mà Phùng Đào cũng lo lắng không kém, trong lòng thầm mắng, chết tiệt, Bạch Lạc Phi không phải nói, tiểu tử này không có người chống lưng sao? Dường Hai Bân đi đến trước mặt hai người Chu Hành Đống và Phùng Đào, đe dọa nói, nghe nói có người huynh đệ của ta bị bắt nạt, lão tử muốn tới xem xem, là lão giả chết tiệt nào có gan to như thế. Hai người Chu Hành Đống và Phùng Đào như con rùa rụt đầu, sợ hãi mà lùi lại phía sau, không dám nói câu nào. Nhưng trong lòng hai người lại rất tức giận quát móng khốn khiếp, thế mà lại dám mắng bỏ ta chu hành đống nắm chặt bàn tay cả người run người cười lấy lòng nói đường công tử thật biết đùa chúng tôi chỉ là xử lý theo pháp luật mà thôi sẽ không vu oan cho người tốt lâm bách mặc nhìn chu hành đống tức giận chất vấn nói vùng đào thân làm thủ lĩnh băng đảng ngầm không bắt ngược lại đi bắt người anh em vô tội của tôi đây mà cũng tính là xử lý theo pháp luật nghe thấy lời này chu hành đống sắc mặt cứng đờ hung tợn nói lâm thiếu gia cậu nói phải có chứng cứ có ý phỉ báng là phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật thấy ông ta còn cứng miệng đường hải bân hừ lại nói cục trưởng chu ông trời có mắt đấy có vài chuyện đừng tưởng người khác không biết chu hành đống có tật giật mình cả người liền cảm thấy không ổn nhưng đâm lao phải theo lao tự tin khẳng định nói tối cây ngay không sợ chết đứng đường hải bân lấy ra điện thoại đưa đến trước mặt nói được ông muốn chứng cứ ta cho ông đường hải bân đưa điện thoại lên bên tai nói lão triệu quá đây đi bên kia người được gọi là lão triệu gật đầu nói được tôi đang ở ngoài cửa sớm đã đợi ngày này lâu rồi triệu cục trưởng cầm giấy bước vào chỉ về phía chu hành đống tức giận nói chu thành đồng tên chết tiệt ông cần chứng cứ chứ gì tất cả đều đang ở chỗ tôi vừa nghe lời này chu quốc đống sắc mặt lập tức tái xanh ông ta hốt hoảng lùi lại phía sau lắp bắp nói triệu triệu cục trưởng ông tại sao lại ở đây triệu cục trưởng tức giận vất tập hồ sơ vào mặt chu hành đống nói chỉ thị vừa mới đưa xuống chu thành đống cấu kết với thế lực ngầm bị cách chức đợi điều tra chu hành đống bị những tài liệu này làm cho xoay mòng mòng cả người hoảng loạn điều tra cách chức phùng đào đứng bên cạnh vội tiến lại gần chu hành đống thì thầm nói chu cục trưởng ông từ từ xem đừng làm chuyện sai trái nữa cẩn thận bị cách chức chu hành đống tức giận đến phát điên trực tiếp quay về phía phùng đào quát đều tại người phùng đào bị quát cúm núm lùi lại phía sau sau đó chu hành đống và phùng đào liền lao vào đánh nhau chu hành đống hùng hổ quát lớn phùng đào ông hai tôi khốn kiếp tôi liều mạng với ông phùng đào bị đánh cũng phản kháng lại đánh vào mặt ông ta tôi cũng không biết mà đừng đánh nữa đánh nữa tôi sẽ ra tay đó nhìn thấy cảnh đánh nhau này triệu cục trưởng xấu hổ che mặt tức giận ra lệnh nói áp giải đi hết cho tôi những người cảnh sát nghe lệnh nói rõ vội vàng tách hai người ra đem họ đi ra ngoài diệp hàn khoang tay lại nhìn hai người phùng đào và chu hành đống rời đi diệp hàn hừ lạnh nói đáng đời ai bảo các người ngày ngày ức hiếp lão bách tính bọn ta ba người đường hải bân đứng ở đằng sau nhìn dáng vẻ của diệp hàn trong lòng có cùng một suy nghĩ cậu mà cũng tính là lão bách tính nhiều nhân vật ra tay giúp đỡ như vậy còn muốn lừa ai mặt dày quá đi tối ngày hôm đó bốn người diệp hàn đường hải bân lâm bách mặc và doãn nhi cùng nhau ngồi trên bàn ăn mừng cho sự việc lần này họ mỗi người cầm một cốc bia cùng nhau nâng chén cạn ly diệp hàn chắp tay hướng đường hải bân nói đường đại ca lâm đại ca còn có cả doãn nhi nữa lần này đa tạ mọi người đường hải bân cười tươi khách khí nói chuyện nhỏ lúc trước tôi đã nghe bách mặt nói qua về cậu lão ca ta sớm đã muốn kết giao với cậu rồi lâm bách mặc nghe vậy liền cười nói cậu nên cảm ơn doãn nhi muội muội tử tế cô ấy vì chuyện của cậu trực tiếp sử dụng quan hệ trong gia đình hạ chỉ thị xuống nên mới giải quyết nhanh như vậy diệp hàn nghe đến đây khuôn mặt trở lên đỏ bừng cười hề hề ngại ngùng nói quan hệ giữa tôi và doãn nhi còn cần nói tiếng cảm ơn sao doãn nhi ngại quá hóa giận nhanh chóng đẩy diệp hàn ra nói phi ai có quan hệ với anh mọi người thấy doãn nhi xấu hổ như vậy đều đồng loạt cười lớn sau đó diệp hàn lại cầm cốc bia đưa lên hướng mọi người hô lớn, nào, uống tiếp. Sau đó mọi người đều đưa cốc lên, uống hết trong một hơi. Một lúc sau, trên bàn đã chất đầy chai bia, Diệp Hàn cầm cốc bia lên, gương mặt đã đỏ bừng nói, nào, đường ca lâm ca tiếp tục uống. Diệp Hàn nhìn về phía bàn, mọi người đã say ngót cần câu, nằm gục hết ở trên bàn. Thấy mọi người như vậy, Diệp Hàn nghi hoặc hỏi, sao lại gục cả rồi, cũng chưa uống được bao nhiêu mà. Lâm Bách mặc gương mặt đỏ bừng, thán phục nhìn Diệp Hàn nói, Hàn, Hàn tử, cậu uống được đấy. Diệp Hàn nhìn mọi người đều đã say, trong đầu nghĩ, xem ra sau khi tu luyện luyện khí quyết, tử lượng của mình đã tăng lên rất nhiều. Sau đó, Diệp Hàn đỡ Doãn Nhi lên vai, nói với Lâm Bách mặc, giờ cũng nên về rồi. Lâm Bách mặc nghe thấy vậy, liền gật đầu nói, ừm, được. Sau đó liền đỡ Đường Hải Bân đã bất tỉnh dậy. Lâm Bách mặc kéo Đường Hải Bân về, trước khi đi không quên căn dặn, Hàn Tử tôi đưa Đường Hải Bân về trước, Doãn Nhi giao cho cậu nhé. Diệp Hàn nghe vậy, vội hốt hoảng đưa tay ngăn cản nói, ê, cái gì mà giao cho tôi, đợi đã. Lâm Bách mặc nghe vậy, liền nháy mắt đầy ý tứ nói, Hàn Tử, cố lên. Diệp Hàn đen mặt lại, bất lực nói, cô cái rắm, đây đã tính là gì? Diệp Hàn vòng tay Doãn Nhi qua cổ mình, đó cô đi về phía trước. Ngay lúc này, Doãn Nhi cả người khó chịu, toát mồ hôi kéo kéo áo nói, nóng, nóng quá. Thấy tình cảnh này của Doãn Nhi, Diệp Hàn hoảng loạn không biết để tẩy ở đâu nói, đừng đừng đứng, bây giờ đang ở trên đường đó, đại tiểu thư của tôi ơi. Sau đó, Doãn Nhi không kiểm soát được mà nôn ra một bãi cầu vồng, tất cả chúng đều rơi vào trên người Diệp Hàn. Diệp Hàn hoảng hốt hét lên, ê, đừng nôn, địch. Cuối cùng. Diệp Hàn đành phải đưa Doãn Nhi vào trong khách sạn để tắm rửa, chứ với đống hỗn độn trên người này, không thể về nhà được. Diệp Hàn sau khi tắm rửa xong, mở cửa nhà tắm ra, thở phào một hơi nói, "Vu, cuối cùng cũng tắm xong." Diệp Hàn đi ra bên ngoài, trên giường là Doãn Nhi đang nằm ngủ như chết ở trên giường. Diệp Hàn tựa vào tường nhìn Doãn Nhi, khóe miệng nhếch nụ cười nói, "Ai nói say rượu sẽ rất ngoan, rất thuần khiết đều là nói nhảm." Mà Doãn Nhi nằm trên giường lại không ngoan ngoãn như vậy. Doãn Nhi cả người nóng hổi, khó khăn đẩy chiếc chăn đắp trên người ra, riêng gì khó chịu nói, "Nóng, nóng quá." Trên giường lúc này là Doãn Nhi với thân hình bốc lửa, gương mặt đỏ bừng lên vì nóng. Diệp Hàn cảnh tượng nóng mắt này, đôi mắt không khỏi sáng lên, gương mặt đỏ bừng nói, "Đẹp, đẹp quá." trong lòng Diệp Hàn không khỏi nghĩ lẽ nào tối nay có thể kết thúc chuỗi ngày độc thân của mình. Doãn Nhi nằm trên giường lại đột ngột xoay người lại, chân của cô đúng lúc đá lên lão nhị của Diệp Hàn. bị đá như vậy, Diệp Hàn lập tức dừng lại, không gian xung quanh giường như bị đông cứng. nơi đó của Diệp Hàn nứt ra, gương mặt của Diệp Hàn trở lên đông cứng, tái xanh lại thét lên đầy đau đớn. sau đó, Diệp Hàn nằm quằn quại dưới đất, tay ôm lấy lão nhị, trong đầu khóc ròng, mình sai rồi, hu hu, mình không nên có suy nghĩ đó. đúng lúc này điện thoại của Doãn Nhi ở trên bàn vang lên. Diệp Hàn quằn quại, lết cả người về phía bàn, đầy khó khăn nhổ người lên gương mặt phờ phạc nói tôi thế này rồi còn ai gọi điện tới thấy trên màn hình hiện tên chu lão diệp hàn trong đầu liền suy đoán hóa ra là chu lão gia có lẽ là tìm không thấy rõ nghi nên sốt ruột mình giải thích với họ một chút vậy diệp hàn cầm điện thoại lên nghe alo chu lão gia tôi là diệp hàn bên phía chu lão gia nghe thấy là diệp hàn liền cười nói ồ diệp hàn à vừa khéo mấy ngày nay ta đang có chuyện muốn tìm cậu nghe đến đây diệp hàn nghi hoặc hỏi lão giả ông tìm tôi có chuyện gì bên kia chu lão hơi ngập ngừng nói chuyện này đợi chúng ta gặp mặt rồi nói nhưng lúc này Chu lão mới nhận ra điều gì đó không ổn. Chu lão hét vào trong điện thoại, ý không đúng, tôi thế này rồi, cậu tại sao lại nghe máy của Doãn Nhi, con bé đâu?" Diệp Hàn vội vã nói, "Chu lão gia, xin đừng kích động, Doãn Nhi đang ngủ." Bên kia Chu lão nghe thấy chữ đang ngủ, liền tức giận hét lớn, "Cái gì? Đang ngủ?" Diệp Hàn thấy Chu lão hiểu lầm, bèn hốt hoảng giải thích, "Không không không, lão gia ông đừng hiểu lầm, tôi và Doãn Nhi cái gì cũng không làm." Diệp Hàn để tăng thêm tính tin cậy trong lời nói của mình, còn đưa tay đầy thành khẩn thể thốt nói, "Thật đó." Chu lão bên này cũng hiểu Diệp Hàn không phải loại người như vậy, giọng nói trở lên nhẹ nhàng hơn chu lão căn dặn nói được rồi các ngươi chuyện này ta cũng không phản đối có điều cửa ải của bố con bé thì cậu phải tự mình vượt qua thời gian cũng không còn sớm nữa tạm thời cứ như vậy đi nói xong lời này chu lão liền tắt điện thoại đi cũng chẳng để diệp hàn kịp nói thêm lời nào bên này diệp hàn nghe điện thoại truyền ra âm thanh tút tút nhìn vào điện thoại mà nghi hoặc nghĩ chuyện quái gì vậy mình phải qua cửa ải gì cơ buổi tối hôm đó rất nhanh trôi qua sáng ngày hôm sau mặt trời đã lên đến đỉnh đầu trong phòng khách sạn lúc này doãn nhi nằm trên giường còn diệp hàn thì nằm đất cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu. Diệp Hàn nằm trên đất, không biết mơ thấy gì mà nước miếng chảy ròng ròng, gương mặt đỏ bừng, miệng còn phát ra âm thanh, "Doãn Nhi, hôn, hôn." Thì ra Diệp Hàn đang mơ về chuyện ấy với Doãn Nhi. Đúng lúc này, một âm thanh thét lớn của Doãn Nhi vang lên. Diệp Hàn nghe thấy âm thanh này, từ trong mơ ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh hỏi, "Sao thế sao thế? Động đất sóng thần hay hỏa hoạn à?" Mà ở trên giường, Doãn Nhi ôm chặt lấy chăn, gương mặt đỏ bừng xấu hổ, hét càng thêm to. Thấy Diệp Hàn trước mặt, Doãn Nhi liền tức giận, cho Diệp Hàn một cái tát đau điếng. Doãn Nhi hét lên, diệp hàn anh là khốn khiếp diệp hàn mới sáng sớm mà đã bị ăn tát khổ sở ngồi một chỗ xoa mặt phụng phịu hỏi ơi tôi làm gì doãn nhi thấy diệp hàn không chịu nhận hai tay ôm lấy cơ thể khóc thút thiết nói tên lưu manh xúc sinh anh tại sao có thể lợi dụng lúc tôi say rượu mà tôi không muốn sống nữa diệp hàn liền đứng dậy hướng doãn nhi đang khóc mà giải thích nói chu đại mỹ nữ tôi cái gì cũng không làm chỉ giúp cô cởi quần áo bẩn ra thôi doãn nhi lại càng gào khóc thảm thiết hơn nói cho dù anh không cưỡng bức tôi nhưng tôi chắc chắn đã bị anh nhìn sạch rồi anh cũng sờ tối rồi Diệp Hàn liền đưa hai tay lên, làm động tác thể nói, lúc tôi cởi quần áo của cô, tôi đã tắt đèn rồi, tôi xin thể không có đụng chạm lung tung. Nghe lời giải thích này, Doãn Nhi rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, đỏ mặt hỏi, thật, anh không lừa tôi. Diệp Hàn vội khẳng định nói, thật, còn thật hơn vàng, cô xem tôi là loại người đó sao? Nhưng trong lòng Diệp Hàn lại thầm nghĩ, cụ cụ, cũng sờ một chút, một chút thôi. Mà lời này Diệp Hàn đương nhiên sẽ không nói ra. Doãn Nhi nhìn thẳng vào mắt Diệp Hàn, chất vấn nói, anh chắc chắn không sờ lung tung tôi đúng không? Không nhìn trộm tôi, không làm chuyện cầm thú với tôi. Diệp Hàn khẳng định nói, tôi chắc chắn 100%. Doãn Nhi nghe lời này, lại càng tức giận hơn, cho Diệp Hàn một cú tát nữa. Doãn Nhi tức giận nói, cơ hội tốt như vậy mà cũng bỏ qua, Diệp Hàn, anh ngay cả cầm thú cũng không bằng. Diệp Hàn bị đánh bay đập vào góc tường. Lúc này, trên khuôn mặt của Diệp Hàn là hai cái bánh bao cực lớn, mà Diệp Hàn khóc lóc ôm đầu oán thán, nữ nhân lòng dạ khó đoán. Doãn Nhi bên kia sau khi xử lý xong Diệp Hàn, liền lấy điện thoại ra gọi, "Alo, tôi đang ở phòng 302 khách sạn Hữu Nghị, mau đem quần áo tới đây cho tôi." Thấy Doãn Nhi đang nói chuyện điện thoại, Diệp Hàn nhân cơ hội này mò ra ngoài, trong đầu thầm nhủ nhưng lúc này mau chuồn Diệp Hàn nhanh chóng bò đến cửa đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào khóa cửa nhưng không may thay khi vừa chạm vào khóa cửa một con dao phi như bay sượt qua mặt Diệp Hàn ghim vào cánh cửa nhìn thấy con dao sắc bén bên tay mình Diệp Hàn tái xanh mặt mày thở phào nhẹ nhõm ái suýt nữa mất mạng mà Doãn Nhi như hung thần đứng ở đằng sau lạnh lùng nói anh nhìn thấy cơ thể tôi rồi còn muốn chạy sao Diệp Hàn giật mình hốt hoảng nhìn về phía Doãn Nhi lắp bắp nói chuyện đó chuyện đó không giống như cô nghĩ đâu Doãn Nhi ngồi trên giường nhàn nhạt nói tạm thời chưa nghĩ được gì đợi tôi nghĩ ra rồi tính tiếp. Có điều sau này, tôi gọi tới là phải có mặt, bảo gì làm đó, không được từ chối. Diệp Hàn nghe được lời này, như được ân xá nói, được, tôi có chuyện đi trước, có chuyện gì thì cô cứ điện cho tôi. Sau đó, Diệp Hàn nhanh như chớp mà chạy ra khỏi phòng khách sạn, không hề dám quay đầu nhìn lại. Mà Diệp Hàn không biết, Doãn Nhi ngồi ở phía sau từ từ đưa tay lên, ánh mắt đầy ma mị nói, Hùng, Diệp Hàn anh, chạy không thoát khỏi lòng bàn tay em. Sau khi ra khỏi khách sạn, Diệp Hàn thở hổn hển không ra hơi, trong lòng thầm than, hừ, không ngờ lại rơi vào tay Chu Doãn Nhi. Không biết tiếp theo, cô ta sẽ đưa ra yêu cầu gì đây đúng lúc này đường hải bân phi xe tới thấy diệp hàn liền vẫy tay chào hỏi hàn tử diệp hàn quay qua nhìn đường hải bân kinh ngạc hỏi đường ca anh tại sao lại ở đây đường hải bân cười đầy ẩn ý nói tối qua kích thích lắm phải không tôi còn đặc biệt tới đưa cho cậu lục vị địa hoàng hoàn bổ sung sinh lực vận động vừa phải thôi diệp hàn bước lên xe của đường hải bân chán nản lắc đầu nói một lời khó nói hết như nhớ ra gì đó diệp hàn liền hỏi thăm nói đúng rồi lâm đại ca đâu đường hải bân nói trong nhà hắn có chuyện nên đi trước rồi tôi nhàn rỗi không có việc gì tới tìm cậu chơi chúng ta đi đâu đây diệp hàn suy nghĩ một lúc rồi nói hay là di tim chi tôi đi vừa khéo tôi có chuyện muốn nói với chị gái đường hải bân sảng khoái gật đầu đồng ý nói được bằng lái xe này của tôi chỗ nào cũng đi được rất nhanh hai người diệp hàn và đường hải bân đã đến trước xưởng dệt vải quốc doanh bảo vệ đứng bên ngoài thấy xe tới lo lắng nhìn nhau nói trời a à, lại có lãnh đạo tới kiểm tra rồi bọn họ nhanh chóng nâng cần chắn lên đưa tay lên chào cung kính nói chào lãnh đạo diệp hàn ngồi trên xe hướng bọn họ chào nói các đồng chí vất vả rồi. Lúc này, đám người bảo vệ mới nhận ra người ngồi bên trong chính là Diệp Hàn. Họ hốt hoảng nhìn nhau nói, đợi đã, tiểu tử ngồi trong xe không phải Diệp Hàn sao? Sao có thể, tiểu tử này nghỉ làm không xin phép mấy ngày rồi. Nếu như không phải chị gái hắn cầu xin, sớm đã bị khai trừ rồi. Mà Diệp Hàn lúc này đứng trước của của phân xưởng nói, tới rồi. Sau đó, hai người nhàn nhã đi vào trong, trước con mắt kinh ngạc của người trong xưởng. Một người công nhân thấy Diệp Hàn, liền đứng ra chất vấn hỏi, Hàn tử, mấy ngày rồi, giờ cậu mới tới. Giám đốc Vương không phê chuẩn đơn xin nghỉ của cậu, nói nhất định phải khai trừ cậu chị của cậu đang ở trên văn phòng nói giúp cho cậu còn không mau tới đó diệp hàn nghe vậy quay đầu lại nở nụ cười thật tươi kiêu ngạo nói không sao tôi lần này quay lại chính là để xin thôi việc rồi diệp hàn lại quay qua nói với đường hải bân giải thích nói từ nhỏ tôi và chị gái đã sống dựa vào nhau làm công nhân trong xưởng dệt đường ca anh sẽ không chê cười tôi chứ đường hải bân đương nhiên sẽ không chê cười diệp hàn thậm chí còn nói vớ vẩn tôi là người như thế sao rất nhanh hai người liền đến trước văn phòng giám đốc lúc này trong văn phòng vang lên âm thanh cầu xin tám giám đốc vương ông đừng qua đây nếu không tôi sẽ la lên đó diệp hàn lúc này cũng phát hiện âm thanh đó chính là của chị gái mình bên trong phòng giám đốc diệp khinh quần áo sụp sệt ngồi co do ở một góc tường sợ hãi lùi lại phía sau nói đừng đừng mà tên giám đốc không để ý lời cầu xin này hắn ta với gương mặt háo sắc từ từ đi tới hắn hướng về phía diệp khinh đe dọa nói cô la lên thử xem tôi sẽ lập tức đuổi việc hai chị em cô tới lúc đó xem hai chị em cô chỉ có uống nước lã hít khí trời mà sống diệp khinh ôm lấy cơ thể của mình tức giận hét lớn ông ông thật để tiện tôi phải tìm trưởng xưởng cáo trạng ông ông ta không thành quan tâm lời này trực tiếp nhào tới nói sưởng trưởng là anh rể của tôi cô tìm ai cũng vô dụng cô ngoan ngoãn hầu hạ tôi đi diệp khinh gương mặt đỏ bừng lên sợ hãi mà hét lên một tiếng đừng mà đúng lúc này diệp hàn đá bay cánh cửa ra tức giận xông vào hét lên dừng tay dám ức hiếp chị gái của tôi tôi giết ông diệp hàn tung cú đá ra đá thẳng vào mặt tên giám đốc làm ông ta bay ra chỗ khác diệp hàn nhanh như chớp cởi áo ra khoác lên người diệp khinh diệp hàn quan tâm hỏi chị chị không sao chứ diệp khinh ánh mắt long lanh nhìn diệp hàn nói chị không sao tên có sao lúc này chính là tên giám đốc hắn ta nằm bẹp dí ở trên tường trông rất thê thảm diệp khi nước mắt chảy ra sợ hãi hỏi tiểu hàn em tại sao lại đánh giám đốc vương ông ta sẽ khai trừ em đó diệp hàn cầm lấy tay chị của mình nhẹ nhàng an ủi nói chị em lần này trở về chính là giúp chị thôi việc em kiếm được một khoản tiền lớn sau này không cần chịu khổ nữa rồi bên kia giám đốc vương bị dụng mấy cái răng cửa tức giận chỉ vào diệp hàn quát tháo khốn kiếp cậu cậu dám đánh tôi tôi phải giết cậu ông ta ra lệnh nói người đâu mau mang tên gia hỏa này lập tức tới văn phòng cho tôi hắn ta sau khi gọi điện xong Liên chỉ vào chị em Diệp Hàn đe dọa nói, tiểu tử, đợi chết đi. Diệp Kinh bị lời đe dọa của giám đốc Vương làm cho sợ hãi, liền nhìn về Diệp Hàn lo lắng nói, tiểu Hàn, em mau chạy gì, chị giúp em ngăn họ. Diệp Hàn đầy tự tin nói, chị, chị yên tâm đi, mấy người họ không đánh lại em đâu. Đường Hải Bân đứng khoanh tay dựa tường ở đằng sau cười nói, đến phùng gia đại danh lễ lừng, còn không phải đối thủ của Hàn Tử, mấy tên lâu la này chỉ là tép diêu thôi. Diệp Kinh liền quay qua nhìn Diệp Hàn, không tin tưởng mà hỏi lại, tiểu Hàn, có đúng như những gì hắn nói không? Đúng lúc này, đám người đo giám đốc Vương gọi tới đã xuất hiện bọn côn đồ này người cầm gậy người cầm đao hung dữ nói lão đại bọn em tới rồi tên khôn kiếp nào gầm gây sự với anh nhất định phải cho hắn biết tay giám đốc vương chỉ về phía diệp hàn nói chính là hắn phê hắn nghe được lệnh của giám đốc vương đám người côn đồ vội xông tới đánh về phía diệp hàn xông lên dạy cho hắn một bài học tiểu tử ngươi tự mình chuốc lấy bây giờ quỳ xuống xin tha đại gia sẽ xuống tay nhẹ một chút khung cảnh mọi người ở bên ngoài nhìn vào lúc này chính là cảnh đánh nhau ầm ĩ cùng tiếng thét đầy thảm thiết phát ra từ bên trong công nhân bên ngoài nghe âm thanh phát ra lo lắng nhìn nhau xảy ra chuyện gì vậy tại sao bên trong đó ẩm ý quá vậy có người công nhân đứng ra nói hình như là diệp hàn đánh giám đốc vương giám đốc vương gọi người tới tính số với diệp hàn một người nghe thấy giám đốc vương bị đánh hả hay nói đánh hay lắm lão háo sắc đó ngày ngày trêu chéo mấy cô gái trong xưởng tôi sớm đã muốn đánh hắn rồi có người lại lo lắng cho diệp hàn hừm diệp hàn cũng quá kích động rồi một mình hắn sao có thể đánh lại mấy người đó đúng lúc này một đám người bị đánh bay ra khỏi phòng kèm theo đó là âm thanh quát lớn hút bên trong phòng cũng hoang tàn không kém diệp hàn đứng hiên ngang giữa dưới chân là đám thuộc hạ của giám đốc vương diệp hàn hừ lạnh nói Hùng, ừ, một đám tép diêu còn đám công nhân bên ngoài nhìn thấy cảnh này kinh hãi há hốc mùng nói địch diệp hàn một một mình mã đánh lại được cả đám người không phải tôi hoa mắt rồi chứ diệp hàn tên tiểu tử đó không phải rất gầy yếu sao sao có thể trở nên mạnh như vậy diệp khinh đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không kém ôm chặt miệng nói tiểu hàn em tại sao có thể trở nên lợi hại như vậy diệp hàn gãi gãi đầu liền tìm một lý do biện minh nói em đã bài sư học được từ hẳn mấy chiêu đường hải bân ngồi trên ghế nhà nhạt, nói tôi cái gì cũng chưa dạy cậu mà mà giám đốc vương lúc này nhân lúc mọi người không để ý Liên rón rén rời đi trong đầu ông ta thầm nhủ tiêu rồi nên lúc này mau chuồn thôi diệp hàn dứt khoát dùng tay đánh thẳng vào tường thật mạnh giám đốc vương đứng bên cạnh thấy vậy vẻ mặt hoảng sợ đưa mắt nhìn theo cú đấm khiến cho bức tường bị nứt vỡ ra giám đốc vương lúc này sợ hãi hét lớn cứu mạng diệp hàn ánh mắt sắc bén cậu cười chưa chọc nói ông muốn chạy đi đâu không phải nói muốn phế tôi sao dứt lời giám đốc vương vẻ mặt kinh hãi đổ mồ hôi hột đưa mắt nhìn chằm chằm vào diệp hàn đứng yên bất động dường như hắn ta đang suy nghĩ điều gì đó bỗng chợt giám đốc vương lập tức quỳ xuống ôm chặt chân Diệp Hàn mà khóc lóc cầu xin, "Diệp Hàn đại gia, tôi sai rồi, xin cậu giữ cao đánh khẽ tha cho cái mạng chó này của tôi." Đứng bên cạnh quan sát tình hình, cả ba người bọn họ đều vui sướng hò reo, người phụ nữ mặc áo xanh tươi cười nói, "Một giám đốc vương ngông cuồng như vậy mà cũng phải quỳ xin Diệp Hàn tha mạng." Cậu bé mặc áo vàng đứng kế bên, chóng ngợp trước sức mạnh của Diệp Hàn, cậu không ngừng cảm thán rằng, "Chuyện này không thể nào tin được." Chàng trai áo trắng vẻ mặt tự hào vội tiếp lời, "Diệp Hàn, đánh hay lắm, đáng đời lão già khối khiếp." Thầy giám đốc Vương cũng đã biết hối lỗi, chị của Diệp Hàn lập tức đi lên, nhẹ nhàng níu tay Diệp Hàn mà nói, tiểu hàn thôi bỏ đi tha cho hắn một con đường sống nghe thấy vậy diệp hàn bèn liếc mắt nhìn chị gái một cái rồi đáp được sau đó diệp hàn lạnh lùng quay sang nhìn tên giám đốc vương mà nói tiếp cướp nếu như còn có lần sau tôi nhất định sẽ không tha cho ông thấy vậy tên giám đốc vương lập tức đáp vâng vâng cảm ơn diệp hàn đại gia dứt lời giám đốc vương lập tức ba chân bốn cẳng dốc sức mà chạy đi chợt có một bàn chân bước vào hóa ra là anh rể của giám đốc vương đã đến ông ta tức giận gào lớn nói huyên áo cái gì vậy dưới nhiều cặp mắt đang theo dõi tình hình giám đốc vương hốt hoảng vội chạy về phía sưởng trưởng mà nói sưởng trưởng tới rồi sao đám người ở phía sau thấy vậy bọn họ thì thầm bàn tán diệp hàn lần này toi đời rồi trưởng sưởng là họ hàng với giám đốc vương diệp hàn thân cô thế cô không được không thế làm sao đấu lại họ lúc này giám đốc miếu máu khóc lóc chạy đến mách với sưởng trưởng rằng anh rể anh phải làm chủ cho em em bị người ta bắt nạt nghe thấy vậy sưởng trưởng điềm tĩnh hỏi là ai làm ngay cả người của ta mà cũng dám bắt nạt dứt lời giám đốc vương vẻ mặt sợ hãi một tay khoác vào cánh tay của sưởng trưởng tay còn lại chỉ về phía trước mà nói chính là tiểu tử này anh rể anh không phải quen biết rất nhiều người sao mau cho người bắt hắn lại bên này diệp hàn và chị gái cùng với đường hải bân đang bình tĩnh đưa mắt quan sát tình hình chị gái của diệp hàn thấy bọn chúng nhắm tới em trai mình cô lập tức đi lên phía trước chắn che bảo vệ diệp hàn cô hét lớn nói chuyện không liên quan tới em trai của tôi có chuyện gì thì tìm tôi đây này nghe thấy vậy tên giám đốc vương nhút nhát nấp sau xưởng trưởng mà đáp chị em các ngươi một người cũng không chạy thoát đợi tiểu tử này bị bắt rồi tôi và cô sẽ từ từ tính sổ với nhau thấy tên giám đốc vương làm càng không nói đạo lý đường hải bân lập tức lên tiếng nói ông tưởng mình một tay che trời sao vừa dứt lời bỗng chợt có một chiếc giày bốc mùi nồng nặc bay thẳng đến đập mạnh vào đầu giám đốc vương giám đốc vương thấy vật hắn ta ngưng ngác đưa mắt nhìn theo hướng chiếc giày cau mày hỏi gì vậy sau đó giám đốc vương đi đến nhặt chiếc giày lên mà hít một hơi thật sâu để ngửi giám đốc vương tức giận nổi điên lên hét lớn nói thối là ai quẳng giày thối vào tôi sau đó giám đốc vương đưa mắt nhìn đám người bên cạnh vẻ mặt ngưng ngác nói tiếp hình như có chút không đúng lắm đám người bên cạnh đang nhìn hắn ta với cặp mắt hung dữ như muốn nuốt trưởng lão giám đốc vương này không đợi giám đốc vương suy nghĩ lâu lão ta đã bị đám người kia quảng búa trổi, sách trứng vào người bọn họ gào lớn nói là tôi đấy đồ khốn khiếp ném tên khốn khiếp nhà ông ngày ngày đè đầu cưỡi cổ chúng tôi tên đại khốn kiếp tưởng mình là hoàng đế chắc thấy tình hình không ổn lão giám đốc vương lập tức bỏ chạy cầu cứu anh rể cứu mạng giám đốc vương chạy thẳng đến bên anh rể co do ôm chặt lấy sưởng trưởng thấy vậy sưởng trưởng tức giận hết dừng tay làm gì thế hả thấy vậy diệp hàn bèn vội tiếp lời giám đốc vương đã gây uất ức cho mọi người như vậy ông còn muốn bao che cho hắn nghe thấy vậy sưởng trưởng ngại ngùng không nói lên lời lúc này sưởng trưởng thầm mắng tên khốn khiếp ngày ngày gây rắc rối cho mình không bảo vệ cho hắn về nhà chắc chắn bị mụ vợ mắng trong đầu sưởng trưởng đang tranh đấu tư tưởng lão nghĩ đến cảnh bà vợ tóc xoăn hung dữ miệng ngậm điếu thuốc tay cầm chặt chảo rồi tức giận quát đồ vô dụng thế mà lại để đệ đệ của tôi chịu thiệt thấy sưởng trưởng không phản ứng gì giám đốc vương lập tức chữu mày nhắc nhẹ anh rể anh nhất định phải giúp em làm chủ nghe thấy vậy sưởng trưởng lập tức đưa ra quyết định đám gia hoa các người cả gan làm loạn tất cả chưa kịp nói hết sưởng trưởng đã bị cắt lời một giọng nói hét lớn đợi đã hóa ra là thư ký lý hớt hải vội chạy đến trước mặt xưởng trưởng hắn ta thấy vậy bèn tức tối mà gạm hỏi thư ký lý có chuyện gì trong dáng vẻ cậu hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì nữa dứt lời thư ký lý lập tức ghé sát tai xưởng trưởng thì thầm nói tôi lúc nãy mới nghe được tin này từ bảo an diệp hàn ngồi xe thị uy tới đây tên mập bên cạnh hắn hình như là con trai thị trưởng nghe thấy vậy xưởng trưởng hốt hoảng thốt lên cái gì sau đó xưởng trưởng liếc mắt nhìn diệp hàn đang ở phía sau trò chuyện với đường hải bân lúc này trong đầu xưởng trưởng thầm nghĩ rằng người này hình như thực sự là đường công tử lẽ nào bọn họ là tới kiểm tra lão đệ của mình sưởng trưởng đang tưởng tượng ra cuộc trò chuyện của diệp hàn và đường hải bân diệp hàn hỏi đường hải bân rằng người của kỳ ủy bao giờ tới đường hải bân đáp lập tức tới ngay thôi tới lúc đó trực tiếp bắt hắn nhưng trong thực tế thì diệp hàn đang bàn bạc với đường hải bân là một chuyện khác diệp hàn hỏi một lát nữa đi đâu ăn nhỉ đường hải bân suy nghĩ một lúc rồi đáp gần đây có quán dương hạt tử cũng được lắm chi bằng qua đó ăn đi sưởng trưởng lúc này đưa mắt nhìn chằm chằm diệp hàn và đường hải bân mà quan sát sưởng trưởng thầm nghĩ rằng hết cách rồi muốn tự cứu mình xem ra chỉ có thể dứt lời sưởng trưởng lập tức đi tới phía trước lúc này giám đốc vương cười lớn nói diệp hàn các người tiêu đời rồi lúc này giám đốc vương đang mừng thầm rằng sưởng trưởng sẽ trả thù cho mình ai dè sưởng trưởng mạnh tay tát mạnh vào đầu giám đốc vương một cái sưởng trưởng tức giận hét lớn quát đồ khốn kiếp nhà ngươi quá bất ngờ giám đốc vương ăn một cái tát thật đau đớn cái tát khiến giám đốc vương phải ngã quỵ xuống đất hắn ta đau đớn dùng tay ôm vào mặt ngạc nhiên hỏi anh rể na làm cái gì đánh em không dừng lại ở đấy sưởng trưởng lập tức cho giám đốc vương ăn thêm mấy cái đạp thật mạnh vừa ra tay sưởng trưởng vừa quát đánh ngươi thì đã sao ngày ngày hủy hoại danh tiếng của ta, còn suýt chút nữa hại chết ta, ta hôm nay phải lấy lại công bằng cho mọi người. Giám đốc Vương lúc này chỉ biết gào khóc lớn thất thanh mà hét. Đám người công nhân đứng ngoài quan sát tình hình, bọn họ kinh ngạc trước hành động của sưởng trưởng, ngơ ngác mà tự hỏi rằng, hắn đổi tính rồi sao? Sưởng trưởng thế mà lại đánh em vợ của mình, lẽ nào sưởng trưởng sợ Diệp Hàn? Sau thời gian đánh đập giám đốc Vương tơi tả bất tỉnh, lúc này sưởng trưởng hắn ta cũng đã mệt là người đi, hắn ta thở dốc đưa mắt nhìn giám đốc Vương đang nằm trên mặt sàn. Xử lý xong xuôi, sưởng trưởng vẻ mặt gian xảo quay đầu cười mỉm mà nói tôi tuyên bố lập tức cai trừ giám đốc vương loại người như hắn không thể giữ lại trong xưởng nghe thấy vậy đám công nhân mừng rỡ hò hét tuyệt vời sau đó sưởng trưởng lập tức đi đến bên đường hải bân hai tay chắp lại tỏ ý thành kính mà nói tiếp đường công tử tôi là như vậy đã làm cậu hài lòng chưa thấy vậy đường hải bân bày khoác tay lên vai diệp hàn mà cười đáp cái này còn phải xem diệp huynh đệ của tôi đã hài lòng hay chưa diệp hàn vẻ mặt nghi hoặc nhìn thẳng vào tên sưởng trưởng thấy vậy xưởng trưởng vẻ mặt bất mãn thầm nói rằng thế mà lại kêu ta đi cầu xin diệp hàn tên tiểu tử thối này Đường Hải Bân chờ đợi mãi không thấy sưởng trưởng cầu xin Diệp Hàn, cậu ta bèn lấy điện thoại ra mà nói tiếp, "Cái gì? Ông còn chưa phục, tôi mới nãy trùng hợp dùng điện thoại đem toàn bộ chuyện xảy ra ghi lại rồi, ông nói nếu như tôi giao cho kỳ ủy thì." Nghe đến đây, sưởng trưởng sợ hãi vội hét lớn, "Đừng đừng." Sau đó, sưởng trưởng lập tức quỳ gối xuống, ôm chặt lấy chân Diệp Hàn mà cầu xin, "Diệp Hàn, chuyện mà tên khốn kiếp đó làm tôi thực sự không biết, tốt xấu gì tôi cũng là người đã tạo công việc làm cho hai chị em cậu, cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ lượng thứ cho tôi." Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, đám người có mặt ở đấy sửng sốt trước hành động của sưởng trưởng bọn họ há hốc mùng mà thốt lên rằng sưởng trưởng thế mà lại quỳ gối cầu xin diệp hàn tôi không phải hoa mắt rồi chứ người đi cùng diệp hàn hình như là con trai của thị trưởng diệp hàn từ lúc nào mà lợi hại như vậy thấy sưởng trưởng đã thành tâm xin lỗi chị gái của diệp hàn vội bước lên nhẹ nhàng nói tiểu hàn thôi bỏ đi chị đã không còn giận nữa rồi nghe thấy vậy diệp hàn đưa mắt âu yếm nhìn chị gái mà đáp được thấy chị em diệp hàn đã buông tha cho mình sưởng trưởng hai hàng nước mắt quy bò trên đất dập đầu mà nói cảm tạ cảm tạ cậu nghe thấy vậy diệp hàn bèn nói tiếp tôi và chị gái từ hôm nay sẽ chính thức thôi việc sau này cũng không quay lại nữa. Dứt lời, Diệp Hàn khoác vai chị gái cùng với Đường Hải Bân mà rời đi. Rời khỏi công ty, đám người của Diệp Hàn lập tức leo lên xe và nổ máy mà rời đi, bỏ lại xưởng trưởng ở lại phía sau, cung kính đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. Xử lý xong xuôi, xưởng trưởng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên lau mồ hôi, hắn ta cười nói, mua sao chổi này cuối cùng cũng đi rồi. Đám người ở phía sau chăm chú quan sát, bọn họ thì thầm bàn tán rằng, một ngày không gặp dài như 3 năm, Diệp Hàn phát đạt rồi, không ngờ, tên tiểu tử nghèo lúc trước lại khiến người khác kinh ngạc đến vậy. Bên này, Đường Hải Bân lái xe chở hai chị em nhà Diệp Hàn trở về, chị gái của Diệp Hàn lo lắng nói: "Tiểu Hàn, thôi việc rồi sau này chúng ta làm sao sinh sống?" Nghe thấy vậy, Diệp Hàn ánh mắt toát lên vẻ quyết tâm bèn đáp: "Chị, chị yên tâm đi, em gần đây bán được một miếng phỉ thúy hạng cực phẩm, kiếm được không ít tiền, không tin chị hỏi Đường Ca đi." Nghe đến đây, Đường Hải Bân cười hiền từ, bèn ngoảnh đầu phía sau mà đáp: "Đúng, đúng, chuyện này tôi biết, tiền mà Hàn Tử đang có trong tay đủ để nuôi cô cả đời." Vừa dứt lời, chị gái của Diệp Hàn bèn hỏi tiếp: "Tiểu Hàn, miếng phỉ thúy đó của em bán được nhiêu tiền?" nghe thấy vậy diệp hàn hai tay gối lên đầu ung dung đáp không nhiều chỉ vài nghìn vạn thôi dứt lời chị gái của diệp hàn không tin vào mắt mình cô kinh ngạc nắm chặt cổ áo diệp hàn gào lớn vài nghìn vạn bị siết chặt diệp hàn khó chịu hét lớn nói chị buông tay sắp không thở nổi rồi bước đi trên đường phố cả ba người đang ung dung ngắm cảnh xung quanh sau đó diệp hàn dẫn chị gái và đường hải bân vào trong trung tâm thương mại dạo chơi diệp hàn phóng khoáng nói chị chị luôn mua quần áo giày dép mới cho em bản thân bao năm nay còn chưa một một bộ quần áo mới lần này tới lượt em mua cho chị dứt lời diệp hàn dẫn chị gái vào cửa hàng quần áo diệp hàn đi trước chị gái bẽn lẽn theo sau đến một cửa hàng giày dép đứng trước hai đôi giày sặc sỡ sang trọng diệp hàn bỗng chốc đứng lại ngắm nhìn thật kỹ thấy vậy chị gái của diệp hàn lo lắng vội kéo tay diệp hàn mà nói tiểu hàn đồ ở đây đắt quá chúng ta qua tiệm khác đi thấy vậy đường hải bân bèn đi đến gần cậu ta cười thân thiện nói yên tâm đi tiền mua đống quần áo này đối với hàn tử mà nói chỉ là hạt cát thôi diệp hàn đứng bên cạnh cũng vội tiếp lời diệp hàn đặt hai tay lên vai chị gái hắn nói đúng vậy chị yên tâm mua đi dứt lời diệp hàn liền lập tức đẩy mạnh chị gái vào bên trong cửa hàng chị gái của diệp hàn liếc mắt nhìn quan sát một lượt sau đó cô chọn những bộ đồ thật lộng lẫy nhất và thử đứng trước gương chị gái của diệp hàn ngại ngùng hỏi tiểu hàn bộ này đẹp không bộ này có phải quá lộ không cái váy này đẹp quá chị gái của diệp hàn sung sướng ngắm nhìn mình trong gương mà không ngừng cảm thán chiếc váy mà mình đang mặc diệp hàn đứng bên cạnh thấy vậy bèn tiếp lời chị em mặc gì cũng đẹp đường hải bân đứng bên cạnh ngắm nhìn chị gái của diệp hàn cậu ta như đắm say trước vẻ đẹp của cô đường hải bân cảm thán nói tôi nói này diệp tử chị của cậu rất xinh đẹp đó hay là tôi làm anh rể cậu thấy sao? Nghe thấy vậy, Diệp Hàn bành cười đáp, chuyện này còn phải xem ý của chị tôi, tôi luôn ủng hộ lựa chọn của chị. Nghe đến đây, Đường Hải Bân bành cúi mắt xuống nhìn cái bụng bự của mình, vẻ mặt buồn bã đáp, ừm, lúc này, chị gái của Diệp Hàn vẫn đang say sưa lựa quần áo mới. Đường Hải Bân nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó cậu ta đưa mắt liếc nhìn chị gái của Diệp Hàn, ấp úng nói tiếp, chuyện này, chưa kịp nói ra hết thì chị gái của Diệp Hàn đã thay xong một bộ đồ khác, cô vui vẻ bước ra. Bên này, Diệp Hàn và Đường Hải Bân cùng lúc đưa tay lên mà sờ vào bụng của mình, Diệp Hàn liếc mắt nhìn Đường Hải Bân, còn đường hải bân lúc này lại chăm chú nhìn chị gái của cậu ta đường hải bân ánh mắt si tình thờ thẫn nói bỏ đi chị cậu là một đại mỹ nữ nếu như kết đôi với tôi bản thân tôi sẽ cảm thấy giống bông hoa nhảy cắm bãi phân châu nghe thấy vậy diệp hàn bèn đưa tay lên vỗ mạnh vào vai của đường hải bân mấy cái mà cười đáp đường ca anh lại không có tự tin với bản thân mình thế từ phía xa bạch lạc phi vô tình nhìn thấy diệp hàn và đường hải bân đang vui vẻ trò chuyện với nhau hắn ta bèn chế giễu nói trùng hợp quá diệp hàn tên tiểu tử nghèo như ngươi cũng dám tới đây mua đồ nghe thấy vậy Diệp Hàn bèn vội quay đầu mà nhìn thì thấy Bạch Lạc Phi đang trong tay tình tứ với một mỹ nữ tóc tím. Diệp Hàn kinh ngạc thốt lên, "Bạch Lạc Phi?" Dứt lời, Diệp Hàn xông thẳng tới Bạch Lạc Phi, tức giận hét lớn, "Bạch Lạc Phi, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta?" Thấy khẩu khí của Diệp Hàn quá mạnh, Bạch Lạc Phi và cô bạn đứng bên phải dè chừng, vẻ mặt đơ cứng sợ hãi toát lên. Thấy vậy, Bạch Lạc Phi bèn sợ hãi vội nấp sau lưng người con gái đó. Sau đó hắn ta liếc mắt nhìn và chỉ tay về hướng cảnh sát tuần tra mà ấp úng nói, "Cửa tiệm này luôn có cảnh sát tuần tra, ngươi dám động thủ thử xem." Nghe thấy vậy, Diệp Hàn thầm nghĩ, nếu như cảnh sát ở đây, thì không thể động thủ hiểu được suy nghĩ của diệp hàn đường hải bân bèn đi tới cậu ta nói nhỏ hay là tôi tìm người đuổi họ đi vừa dứt lời diệp hàn bèn vội cười đáp không cần đâu đường ca tôi xem thử hắn rốt cuộc muốn làm gì bạch lạc phi thấy diệp hàn không dám động thủ hắn ta được đà lấn tới vội chạy đến chỉ thẳng vào mặt diệp hàn mà nói tránh ra ta tới đây là để mua quần áo lẽ nào ngươi muốn cản trở việc buôn bán của tiệm người ta sao nghe thấy vậy diệp hàn lạnh lùng đáp ta cũng tới đây mua đồ ngươi muốn vào trong thì vòng qua bên cạnh đi vừa dứt lời bạch lạc phi và cô gái tóc tím bèn lập tức bật cười lớn hắn ta chế giễu nói tên nghèo hèn như người cũng có thể tới đây mua quần áo sao đừng làm ta chết cười cô gái đứng bên cạnh bèn tiếp lời bạch thiếu nói đúng đấy trông dáng vẻ hắn như vậy e là ngay cả một cái quần dịp ở đấy hắn cũng mua không nổi nghe thấy vậy đường hải bân và diệp hàn tỏ vẻ khinh bỉ mà liếc nhìn cặp đôi nam nữ bạch lạc phi kia diệp hàn thầm mắng thằng ngốc đường hải bân thầm nói rằng hiểu biết kém lúc này chị gái của diệp hàn đã thử xong quần áo cô bước ra từ trong tấm rèm cửa nhẹ nhàng nói tiểu hàn chị chọn xong rồi em xem chị xinh không nè chị gái của Diệp Hàn bước ra với hai tay là đầy áp túi đồ, lộng lẫy với chiếc váy màu vàng tươi. Thấy vậy, không chỉ Đường Hải Bân, Diệp Hàn mà ngay cả Bạch Lạc Phi cũng bị đắm say bởi nhan sắc này, bọn họ cảm thán, đẹp, đẹp lắm, chỉ còn mỗi cô gái tóc tím đang hờ rỗi tỏ vẻ ganh tị. Thấy vậy, cô gái tóc tím bèn đi tới khoác tay Bạch Lạc Phi mà nói, "Bạch thiếu, nữ nhân đó có gì hay mà xem, em còn đẹp hơn cô ta vạn lần." Nghe thấy vậy, Bạch Lạc Phi bèn đưa tay lên gãi đầu, hắn ta cười trừ rồi miễn cưỡng đáp, "Ừm, um, em đẹp, em đẹp." Sau đó, Bạch Lạc Phi dùng cặp mắt hung tợn của mình nhìn chị em nhà Diệp Hàn, hắn ta tức giận mắng tên quỷ nghèo này có diễm phú không nhỏ đợi đó đi không bao lâu nữa thì cô ta sẽ là của bổn thiếu sau một thời gian chọn kỹ lưỡng diệp hàn bèn lập tức lôi ra thẻ đen quyền lực cậu dõng dạc nói nhân viên thanh toán nghe thấy vậy nhân viên cửa hàng lập tức cầm máy quẹt thẻ đến vẻ mặt chờ đón nói được của ngài hết tổng cộng hai trăm năm mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi tệ đứng bên cạnh nghe lỏm được bạch lạc phi đưa tay lên ngoái mũi mà chế giễu đã nghèo còn tỏ e lát nữa xem ngươi làm sao thanh toán nghe thấy vậy cô gái tóc tím ghen ăn tức ở cô ta tức giận châm chọc thêm không có tiền thì đừng có giả bộ vừa dứt lời máy quẹt thẻ đã kêu lên lên một tiếng tinh trả tiền thành công thấy vậy bạch lạc phi và người tình của hắn ta không khỏi ngạc nhiên bạch lạc phi há hốc mồm mà thốt lên thực sự trả tiền thành công cô gái tóc tím vội tiếp lời tiểu tử này không phải quỷ nghèo sao lấy đâu ra nhiều tiền như vậy thanh toán xong xuôi chị gái của diệp hàn vui vẻ khoác tay em trai mà cười nói tiểu hàn chúng ta đi thôi chợt bỗng diệp hàn thấy thiếu thiếu thứ gì đó cậu bèn nói đúng rồi còn chưa mua dây chuyền nghe thấy vậy cô gái tóc tím nhanh mắt nhìn qua một lượt rồi lập tức chỉ tay về phía chiếc dây chuyền nằm trên kia cô ta nhõng nhẽo nói bạch thiếu em muốn sợi dây chuyền đó mua cho em nha mua cho em đi mà bạch lạc phi không thể kìm lòng trước gái sinh hắn ta lập tức búng tay một cái rồi đáp được mua nghe thấy vậy cô gái tóc tím sung sướng nhảy lên mà nịnh bợ tiếp bạch thiếu anh là nhất người ta yêu anh chết đi được thấy được tung hô như vị thần bạch lạc phi kiêu ngạo dùng tay vuốt tóc hất ngược lên tỏ vẻ oai phong rồi nói tiếp mua vài bộ quần áo thì có tính là gì người như anh dù là dây chuyền kim cương chỉ cần thích thì mua tặng lúc này diệp hàn đang chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền mà người tình của bạch lạc phi đã ngắm chúng cậu cảm thán rằng sợi dây chuyền này hình như cũng được đó nhân viên cửa hàng nghe thấy bạch lạc phi chốt sợi dây chuyền đó cậu ta bèn đi lên cười thỏa thích nói chào ngài dây chuyền kim cương này được bán với giá 150 trăm vạn tệ cảm ơn ngài đã chiếu cố cửa tiệm bạch lạc phi nghe thấy vậy hắn ta bình thản đáp ưng mói có 150 trăm vạn bạch lạc phi bỗng chốc định thần lại hắn ta kinh ngạc hét lớn ngươi nói gì sợi dây chuyền 150 trăm vạn thấy bạch lạc phi có vẻ tiếc tiền cô gái tóc tím bèn tỏ vẻ đáng yêu mà nói tiếp hôn đi, mau thanh toán đi lúc này trong đầu bạch lạc phi thường nghĩ rằng Mới đi chơi được một buổi mà đã muốn mình tiêu nhiều tiền như vậy, coi mình là thằng ngốc sao?" Nghĩ xong, Bạch Lạc Phi bèn chỉ tay vào con búp bê bên cạnh, rồi hắn ta đưa tay lên ho khụ vài tiếng mà nói tiếp, "Em yêu kỳ thực anh cảm thấy cái này hợp với em hơn." Nghe thấy vậy, Diệp Hàn bèn quay đầu mà nhìn theo. Lúc này bỗng chốc con búp bê cất tiếng lên mà nói, "Ba la ba la, tiểu ma tiên, biến ngươi thành heo." Thấy vậy, tất cả mọi người ở trong cửa tiệm đều phải ngơ ngác bật ngửa trước hành động của búp bê này. Lúc này, người tình của Bạch Lạc Phi như nổi điên lên, cô ta tức giận hét lớn, "Anh coi lão nương là đứa trẻ 3 tuổi à, em không biết em muốn sợi dây chuyền kim cương đó nhân viên cửa hàng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này cậu ta bèn đưa máy thanh toán đến trước mặt bạch lạc phi mà nói tiên sinh ngài muốn vừa mới nói muốn mua mà bị dồn ép đến đường cùng bạch lạc phi tức giận gào lớn hạ người hám của như cô mà cũng xứng để tôi mua sợi dây chuyền 150 vạn sao nằm mơ đi thấy vậy người tình của hắn ta sợ hãi bật ngửa còn nhân viên cửa hàng chỉ biết lặng im đứng nhìn diệp hàn thấy quá trướng mắt bèn dùng một chân mà đạp thật mạnh vào bạch lạc phi và cô tình nhân của hắn khiến hai người bọn họ ngã lăn ra đất đau đớn diệp hàn hùng hồn nói cút hết cho tôi sau đó Diệp Hàn lập tức lấy ra thẻ đen đưa cho nhân viên cửa hàng mà nói, sợi dây chuyền này tôi mua. Nghe thấy vậy, nhân viên cửa hàng vui vẻ, trong lòng thầm nói, xoái quá đi. Thấy vậy, Bạch Lạc Phi hoảng hốt trước sự chịu chi của Diệp Hàn, hắn ta há hốc mồm thầm nói, tiểu tử này tại sao lại trở nên giàu có như vậy? Cô gái tóc tím đưa mắt quan sát, cô thầm nghĩ, tiểu tử này thế mà lại phóng khoáng như vậy, so với hạng đàn ông bên cạnh mình thì tốt hơn nhiều. Không nhiều lời, Diệp Hàn lập tức lấy sợi dây chuyền kim cương trực tiếp đeo lên cổ của chị gái, cậu mỉm cười mà nói, mau đeo lên đi. Chị gái của Diệp Hàn thấy vậy, cô sung sướng đáp, tiểu Hàn em như này cũng quá lãng phí rồi nghe thấy vậy diệp hàn vội tiếp lời chị sợi dây chuyền này rất hợp với chị bạch lạc phi đứng bên nhìn thấy chị em diệp hàn hạnh phúc cười đùa với nhau hắn ta tức giận nói đáng ghét tạm thời cho người lên mặt nhưng chúng ta còn chưa xong đâu chúng ta đi dứt lời bạch lạc phi lập tức dẫn theo cô tình nhân rời khỏi cửa hàng nghe thấy vậy cô gái tóc tím tức giận vội chạy đến đá một cái thật đau điếng vào của quý của bạch lạc phi cô ta tức giận nói cút đi đồ keo kiệt còn giả vờ là người giàu có với lão nương mau cút về ăn cứt đi nói xong cô gái tóc tím bèn chạy đến bên cạnh diệp hàn ôm chầm lấy cậu mà nhẹ nhàng nói soái ca chỉ cần tặng em một sợi dây chuyền kim cương anh tối nay muốn thế nào cũng được hết thấy em trai mình đang bị câu dẫn chị gái của diệp hàn lập tức xông đến đánh cho ả à ta một cái cô tức giận quát lớn nữ nhân xấu xa dám câu dẫn em trai tôi chết đi đường hải bân đứng bên cạnh quan sát cậu ta há hốc mùng kinh ngạc không ngừng cảm thán quả nhiên không hổ là chị gái của diệp hàn sức mạnh chiến đấu cũng mạnh như vậy diệp hàn cũng không kém cậu cũng tỏ ra ngạc nhiên trước sức mạnh của chị gái mình xử lý xong xuôi chị gái của diệp hàn bành quay đầu nhìn đường hải bân và diệp hàn mà cười nói xong rồi quần áo cũng mua xong rồi chúng ta về nhà thôi chuyển cảnh tại khu vực mà diệp hàn cùng với chị gái đang sinh sống diệp hàn mệt mỏi ngồi trên giường đang chiêu suy nghĩ từ chỗ của triệu hoành thiên học được một số công phu đã đồng ý chuyện giúp hắn chữa trị chân thì cũng nên sớm tiến hành thôi sau đó diệp hàn lập tức sử dụng quỷ cốc y kinh bỗng chốc đôi mắt của diệp hàn tỏa sáng hiện ra trước mặt của diệp hàn là một người đang tái hiện lại công phu mà diệp hàn đã học lại được diệp hàn thầm nói thượng môn cửu trâm dựa trên vị trí đan điền để chữa trị các chứng bệnh nan y hạ môn tam châm chữa các chứng nan y ở vị trí đan điền dưới châm cứu đến khi hết bệnh sau thời gian ngồi nghiên cứu cuối cùng diệp hàn cũng đã có thể thông não những công phu tuyệt kỹ đó diệp hàn nắm chặt tay lại vẻ mặt quyết tâm cậu thầm nghĩ học xong tổ hợp hai y thuật này chấn thương trên chân của triệu hoành thiên có thể trị khỏi rồi nghĩ xong diệp hàn lập tức nhắm mắt lại sau đó ngồi điềm tĩnh trên giường để có thể lĩnh ngộ nhiều hơn một chút lúc này chị gái của diệp hàn đứng bên ngoài từ từ mở cửa ngó nhìn diệp hàn chị gái của diệp hàn đứng ở bên ngoài phòng chăm chăm nhìn diệp hàn vẻ mặt lo lắng thầm nói bố bảo mình đợi tới lúc đệ đệ trưởng thành rồi sẽ gả cho hắn làm vợ của hắn bình chị gái của diệp hàn nhẹ ngào không nói lên lời cô nhớ lại trước lúc bố cô lâm trung bố diệp hàn có dặn dò tiểu khinh khi thực con không phải chị ruột của tiểu hàn nhưng bố hy vọng con có thể hứa với bố nhất định phải chăm sóc tiểu hàn thật tốt lúc đó chị gái của diệp hàn nghe thấy vậy cô lập tức vâng lời đáp bố yên tâm con nhất định sẽ làm được quay trở lại thực tại chị gái của diệp hàn vẻ mặt buồn rầu nhìn diệp hàn cô thầm nghĩ tiếp mà bây giờ tiểu hàn đã thực sự trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất rồi xem ra mình cũng tới lúc thực hiện lời hứa rồi ngày hôm sau diệp hàn mệt mỏi vươn vai thật dài ngáp ngủ bước ra từ phòng ngủ diệp hàn vui sướng mà nói trải qua lĩnh ngộ cả một tối mình cuối cùng cũng triệt để nắm chắc cách dùng thượng môn cửu chân và hạ môn tam châm trong quỷ cốc y kinh rồi bên này chị gái của diệp hàn mất cả đêm cô mệt mỏi dùng tay dụi vào mặt mà nói với diệp hàn rằng đã nói phải thực hiện lời hứa nhưng phải làm thế nào đây diệp hàn đứng bên nghe thấy vậy bèn đưa mắt nhìn theo sau đó diệp hàn đưa tay lên vẫy mà cười tươi chào chị chị gái của diệp hàn nghe thấy vậy cô giật mình bèn quay đầu lại liếc nhìn sau đó theo phản xạ chị gái của diệp hàn xấu hổ liền lập tức chạy vào phòng và đóng cửa thật mạnh khiến diệp hàn đứng ở ngoài ngơ ngác không hiểu chuyện gì diệp hàn nhìn vào phòng của chị gái mà tự hỏi rằng chuyện gì vậy mình đang sợ như vậy sao không thể nghĩ lâu hơn diệp hàn lập tức quay người rời đi cậu nói bỏ đi mình còn phải giúp triệu hoành thiên chị khỏi chân lúc này từ bên trong phòng chị gái của diệp hàn từ từ mở cửa ra cô đưa mắt chiều mến nhìn diệp hàn mà thầm nói tiểu hàn đừng trách chị chuyển cảnh trong nhà triệu hoành diệp hàn đi đến gần trước mặt triệu hoành cậu ta đang vật vã khổ sở ngồi trên xe lăn diệp hàn ánh mắt sắc bén vội hỏi chuẩn bị xong chưa dứt lời triệu hoành lập tức trả lời chuẩn bị xong rồi không đợi lâu diệp hàn lập tức lấy ra ba kim châm cậu hét lớn nói vậy tôi không khách khí nữa tiếp kim châm bên này triệu hoành thiên vẻ mặt kiên định cậu ta gào lớn đáp cứ tới đi bỗng chốc một tiếng phập vang lên chỉ thấy hai kim châm đã xuyên qua một chiếc đùi gà hóa ra là diệp hàn đưa triệu hoành thiên di ăn bên vỉa hè hành động lố bịch của hai người khiến cho du du đứng bên cạnh cũng phải cạn lời bên này diệp hàn và triệu hoành thiên vẫn đang say sưa ăn uống diệp hàn vui vẻ nói lấy tôi hai miếng đùi gà dứt lời triệu hoành thiên bèn đáp thơm quá cho thêm chút thì là vào đi thấy vậy du du đứng bên vẻ mặt khó hiểu thầm nói rõ bảo là tới đây chữa trị chân cho anh mình nhưng giờ không những chưa chữa còn ở đây ăn đùi gà quay thấy quá trướng mắt du du lập tức xông đến bên cạnh diệp hàn và triệu hoành thiên du du tức giận lập tức cho mỗi người một cú đấm rồi dứt khoát lấy đi chiếc bếp nướng thịt của hai người diệp hàn thấy vậy vẻ mặt vô tội thầm nói còn không phải là vì lo anh trai cô căng thẳng nên mới xoa dịu bầu không khí trước sau bên này triệu hoành thiên uất ức khóc mà thầm nói anh chỉ muốn ăn một xiên nướng thôi mà triệu hoành thiên vẻ mặt ủ rũ nói diệp lão đệ hôm nay cậu tới đây tìm tôi không phải chỉ đơn giản là muốn ăn nướng thôi phải không cậu chuẩn bị xong cả rồi chứ nghe thấy vậy diệp hàn lập tức đáp không sai triệu đại ca tôi đã nghĩ ra cách chữa trị chân cho anh rồi vừa dứt lời triệu hoành thiên kinh ngạc vội gặng hỏi tiếp diệp lão đệ cậu nói là thật chứ du du đứng bên cạnh vui mừng vội chạy đến đứng sát anh trai mà tiếp lời chân của anh tôi cuối cùng cũng có thể chữa khỏi sao nghe thấy vậy diệp hàn nhắm mắt lại thở dài một hơi rồi đáp để tôi châm cứu trên lý thuyết mà nói không có vấn đề gì chợt diệp hàn mở mắt ra ánh mắt trở nên sắc bén cậu nói tiếp nhưng vết thương trên chân triệu đại ca đã quá lâu rồi huyết mạch đã ư kết chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì có thể cả đời tàn phế nghe thấy vậy triệu hoành thiên rơi vào trầm tư suy nghĩ du du ở bên không khói lo lắng du du đứng trầm lặng suy nghĩ một lúc rồi nói chuyện này cô vừa quay sang nhìn triệu hoành thiên mà nói tiếp anh hay là chúng ta thử cách khác xem tối qua em nghe nói ở thâm thị có một chuyên gia nước ngoài mới tới có lẽ chưa đợi cô nói hết câu triệu hoành thiên lập tức giơ tay lên rồi cắt ngang nói không cần nếu như thật sự có cách khác còn cần phải đợi tới tận bây giờ sao ba năm trước tôi bị kẻ thù lập kế hoạch kế phế hai chân Vô số huynh đệ đi cùng tôi đều đã chết thảm, đến bây giờ chỉ có thể trốn ở đây, sống thoi thóp. Du Du nghe đến đây, cô đau xót vội ôm chầm lấy Triệu Hoành Thiên mà nói: Anh, chúng ta không đánh đấu nữa không phải rất tốt sao? Diệp Hàn đứng bên cạnh quan sát, cậu thầm nghĩ rằng năm đó Tây Nam Vương nhất hồ bá ứng với phế nhân bây giờ thật khác một trời một vực. Lúc này Triệu Hoành Thiên bỗng tức giận, cậu ta hét lớn: Không đấu, anh đã đợi ba năm, chính là đợi một ngày có cơ hội. Anh muốn trở thành niềm tự hào của người thân, chứ không phải muốn chứng minh mình lợi hại. Anh muốn nói với chúng những thứ anh mất nhất định anh sẽ đòi lại hết thấy được quyết tâm của triệu hoành thiên diệp hàn vội tiếp lời nói được triệu đại ca yên tâm tôi nhất định sẽ dốc toàn lực trị khỏi cho anh nghe thấy vậy triệu hoành thiên cười thân thiện mà đáp diệp lão để cậu cũng không cần cảm thấy quá áp lực nếu như thật sự không được vậy thì chứng minh đó là mệnh của ta rồi không thể trách người khác du du đứng bên cô vội cúi đầu trịnh trọng tiếp lời diệp hàn chăm sự nhờ anh sau đó du du quay sang nhìn triệu hoành thiên mà nói ta à, em tin anh nhất định có thể đứng dậy một lần nữa mọi chuyện đã được quyết định diệp hàn vẻ mặt nghiêm nghị nói vậy thì bắt đầu thôi dứt lời diệp hàn lấy ra kim châm cậu nhẹ nhàng rút cây kim ra trong đầu cậu thầm nghĩ rằng bộ kim châm này mình mua ở trong một tiệm thuốc tuy chưa đủ tốt nhưng cũng có thể phát huy được thuật châm cứu rồi bên này du du nhẹ nhàng gấp ống quần của anh trai lên còn triệu hoành thiên vẻ mặt lo lắng nói ta cần phải làm gì diệp sư đệ cứ nói nghe thấy vậy diệp hàn vội đáp triệu đại ca một lát nữa tôi sẽ dùng kim châm đẩy máu bầm ở chân của anh ra ngoài sau đó sẽ tư bổ cho bắp chân của anh có thể sẽ khá đau anh cố gắng chịu triệu hoành thiên nghe thấy vậy cậu ta vẻ mặt trầm tư đáp ừm diệp sư đệ động thủ đi dứt lời diệp hàn lập tức nhắm mắt lại trên tay cầm ba cây kim châm. Sau đó, Diệp Hàn sử dụng âm dương pháp nhãn để có thể nhìn rõ hơn vị trí cần châm cứu. Diệp Hàn sử dụng quỷ cốc y kinh để hạ tam châm. Sau đó, trung độc huyệt, lậu cốt huyệt, địa cơ huyệt. Lúc này, Diệp Hàn đã trực tiếp châm cứu vào chân của Triệu Hoành Thiên. Triệu Hoành Thiên vẻ mặt đau đớn gắng chịu đựng. Diệp Hàn hét lớn nói, tất cả máu bầm đã đã tụ lại một điểm rồi, mau cầm dao lam và khăn bông ra đây. Du Du hoảng hốt vội chạy đi lấy dụng cụ ra, cô gấp gáp nói, có rồi đây. Diệp Hàn lập tức lấy dao lam. Diệp Hàn mạnh tay rạch một đường thật dài trên chân của Triệu Hoành Thiên, cậu hét lớn, máu bầm, à. Du Du đứng bên cạnh quan sát tình hình, Diệp Hàn cầm tấm khăn dính đầy máu, Du Du vội dùng tay bịt mũi lại mà nói, thôi quá, Diệp Hàn nghe thấy vậy, cậu vội đáp, máu bầm đọng lại đã nhiều năm như vậy, đương nhiên không dễ người. Có điều sau khi lấy máu bầm ra, chân của Triệu Đại Ca có thể nói là đã tốt hơn một nửa rồi, nghe thấy vậy, Du Du mừng rỡ gặng hỏi lại, thật vậy sao, quá tốt rồi. Sau đó, Du Du vội quay sang nhìn Triệu Hoành Thiên mà nói, anh, anh cảm thấy sao rồi? Triệu Hoành Thiên vui vẻ đáp, chân của anh hình như có chút tê tê, anh có thể cảm nhận được cảm giác trên chân mình rồi. Diệp Hàn nói tiếp, đây mới là bước đầu, tôi bây giờ phải giúp Triệu Đại Ca tu bổ bắp chân. Nghe thấy vậy, Du Du sung sướng nhảy lên cổ vũ, Diệp Hàn, cố lên. Triệu Hoành Thiên vui vẻ vội tiếp lời, tôi tin cậu, Diệp Hàn đệ nhất định làm được. Không nhiều lời, Diệp Hàn lập tức cầm chân của Triệu Hoành Thiên lên. Diệp Hàn tiếp tục dùng ba kim châm kèm theo sức mạnh nội kinh vốn có của mình, cậu nói, bắp chân, ổ. Triệu Hoành Thiên đưa mắt nhìn quan sát, cậu ta kinh ngạc thốt lên, đây là nội kinh của Diệp Hàn, tuy rất nhỏ nhưng ở cùng một cảnh giới, mình tuyệt đối không phải đối thủ của cậu ta. Lúc này, Diệp Hàn tập trung điều trị, cậu thầm đánh giá rằng, sắp xong rồi. Sau đó, Diệp Hàn lập tức mạnh tay đánh vào đầu gối của Triệu Hoành Thiên một cái thật mạnh. Bỗng chốc, chân của Triệu Hoành Thiên đã có dấu hiệu tốt, Triệu Hoành Thiên mừng rỡ nói lớn, "Được rồi, Du Du thất vậy, cô sung sướng tiếp lời, cử động được rồi." Sau thời gian chữa trị, Diệp Hàn mệt mỏi ngồi xõa dưới đất, ngả lưng về phía sau mà nói, "Xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi, mệt chết tôi rồi." Triệu Đại Ca anh đứng lên thử xem, thử một chút. Dứt lời, Triệu Hoành Thiên lập tức chậm rãi đứng dậy, cậu ta kinh ngạc trước mọi thứ xảy ra, cậu thốt lên rằng, "Được, anh có thể đứng dậy rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi." sau đó triệu hoành thiên vội chạy thử thêm một đoạn cậu sung sướng cười nói triệu hoành thiên tôi quay lại rồi đây thấy vậy diệp hàn cười dặn dò tiếp nhiều nhất ba ngày triệu đại ca anh có thể đi đứng lại giống như người bình thường rồi triệu hoành thiên nghe thấy vậy cậu ngồi trên sofa cười tít mắt đáp diệp lão đệ đại ân không gì có thể báo đáp sau này cái mạng này của tôi chính là của cậu nghe thấy vậy diệp hàn ngại ngùng nói triệu đại ca nặng lời rồi chúng ta tuy lúc đầu là giao dịch nhưng từ lâu tôi đã xem anh là bằng hữu của tôi rồi không cần nói nghiêm trọng như vậy đâu dứt lời triệu hoành thiên bèn cười đáp được tôi nghe cậu sau đó triệu hoành thiên lấy ra một cuốn sách đưa cho diệp hàn mà nói tiếp đây là thiên thuận bí tịch do tôi ghi chép hy vọng nó sẽ hữu dụng cho cậu diệp hàn cầm lấy cuốn sổ trên tay cậu vui vẻ đáp vậy đa tạ triệu đại ca chuyển cảnh diệp hàn cũng chị gái đến trước một căn nhà sang trọng diệp hàn tự hào nói chị chị xem đây là căn biệt thự em mới mua ngầu không chị gái của diệp hàn nghe thấy vậy sung sướng chạy quanh ngôi biệt thự cô vui vẻ bèn đáp tiểu hàn em giỏi quá chị sau này phải dựa vào em nuôi sống chị rồi cô ngại ngùng trong đầu đang thầm nghĩ rằng mình sao có thể nói ra mấy lời xấu hổ như thế chứ nghe thấy vậy diệp hàn vẻ mặt quyết tâm bèn đáp yên tâm đi cứ giao cho em em rất lợi hại đó một lát nữa chu lão ra lâm ca còn có đường ca sẽ tới đây em ra cửa đón họ nhé dứt lời diệp hàn lập tức quay lưng vẫy tay chào chị gái chị gái của diệp hàn vội gật đầu bỗng chợt do không để ý diệp hàn đã vô ý va vào người một cô gái diệp hàn ngã nhào lao vào người cô đồ đạc của cô gái bị rơi tung ra hết còn có áo ngực của cô đang nằm trên đầu của diệp hà cứ va chạm quá bất ngờ khiến cả hai cũng ngã nhào xuống đất đau đớn cô gái tức giận nói ôi mẹ ơi cái đầu của tôi đau chết mình rồi tên khốn kiếp nào không có mắt sao? sau đó hai cặp mắt nhìn trầm chằm vào nhau, Diệp Hàn kinh ngạc thốt lên là cô, bên này cảnh sát yên cũng ngạc nhiên không kém. cô thầm nói thế mà lại là anh ta. Diệp Hàn ngại ngùng đứng dậy, vẻ mặt vô số tội nói cảnh sát yên chào, không ngờ cô cũng ở khu này. sau đó Diệp Hàn thấy cái gì đó vướng trên đầu mình, cậu đưa tay lên lấy xuống mà nói, ế, đây là cái gì? thấy vậy cảnh sát trưởng đầu bốc khói lên thầm nói rằng đó là của mình. sau đó cảnh sát yên mạnh tay trực tiếp đánh cho Diệp Hàn một cái bàn tay thật mạnh, cô gào thét nói tên lưu manh biến thái đi chết đi diệp hàn oan ức đau đớn mà cãi lại ê rõ ràng là cô đụng vào tôi thế mà còn đánh người ta cảnh sát yên không chịu thua cô tức giận đáp lại đánh thì sao ai bảo anh là đồ lưu manh giữa ban ngày ban mặt thế mà dám đáng ghét đáng đời đồ biến thái ăn thêm một quyền cước của tôi đây dứt lời cảnh sát yên lập tức xông đến diệp hàn mà động thủ cô dùng chân dài của mình trực tiếp đã mạnh vào mặt diệp hàn may mắn diệp hàn đã nhanh mắt né kịp cậu hoảng hốt nói cô là con gái mà sao tàn độc quá vậy ê cô lại động chân động tay với tôi đừng tưởng tôi không dám đánh cô nghe thấy vậy cảnh sát yên không hề sợ hãi cô cau mày lớn giọng đáp lại đây ai sợ ai hôm nay phải làm mọi chuyện cho ra lẽ đáng ghét biến thái chết đi diệp hàn và cảnh sát yên lập tức lao vào đánh nhau túi bụi lúc này đường hải bân lâm bách mặc và chu minh sơn đã tới nơi bọn họ đi đến trước căn biệt thự đường hải bân vẻ mặt ngơ ngác quan sát mà hỏi đây là nhà mới của hàn tử sao tại sao một bóng người cũng không thấy nghe thấy vậy lâm bách mặc bèn tiếp lời có lẽ không sai đâu địa chỉ chính là ở đây nhìn từ đằng xa bọn họ thấy diệp hàn và cảnh sát yên đang đánh lộn nhau thấy vậy lâm bách mặc vội nói địa chỉ đó là ai bên này cảnh sát yên phát hiện có người tới cô vội nói buông tay có người tới rồi diệp hàn không chịu đầu hàng trước cậu vội đáp cô buông tay trước đi cảnh sát yên tức giận đáp lại không anh trước đám người ở phía sau nghe thấy vậy trong đầu họ hoang mang thầm tự hỏi rằng hai người đang làm gì vậy thấy có nhiều người đang nhìn mình cảnh sát yên bèn lập tức buông tay ra cô nhặt đồ lên cầm và cau mày nói xem như anh may mắn có nhiều người đến đây như vậy hôm nay tôi tha cho anh nói xong cô lập tức quay đầu rời đi đường hải bân nhận ra cô ta chính là cảnh sát yên cậu ta sợ hãi mà nói đây không phải cảnh sát yên sao sao lại nóng giận thế cô ta là người rất dữ dằn ngay đến tôi cũng không dám đắc tội cậu tại sao lại gây sự với cô ta vậy nghe thấy vậy diệp hàn bèn đáp một lời không nói hết chúng ta vào trong nhà rồi nói tiếp vào bên trong căn biệt thự chị gái của diệp hàn đã bưng bê rót nước đợi sẵn cô vui vẻ nói mọi người chắc đều là bạn của tiểu hàn nhỉ diệp hàn thấy vậy cậu bèn vội đáp tới đây ngồi đi đừng khách khí trung minh sơn đưa tay lên vuốt râu mà nói diệp hàn thời gian mới có bao lâu đâu mà cô cháu gái ngoan ngoãn của ta đã bị ngươi hắt hủi rồi cậu nói thế này là thế nào doãn nhi ngồi bên vội kéo tay ông mà đáp ông nội đang nói hồ đồ gì vậy nghe thấy vậy diệp hàn bành cười đáp chu lão ra ông hiểu lầm rồi tôi và tiểu thư không có gì cả không tin ông cứ hỏi lâm ca và đường ca đi dứt lời lâm bách mặc bành quay đầu nhìn chỗ khác mà đáp ừm hàn tử nhà mới của cậu cũng không tệ nha đường hải bân ngại ngùng tiếp lời đúng đó cậu có cả tường này đèn này lại còn có nhiều tầng nữa thấy sự bất thường của hai người diệp hàn thầm nghĩ hai tên gia hỏa này không nói nghĩa khí gì cả thấy vậy chu minh sơn bèn nói tiếp được rồi chuyện của hai đứa thì tự hai đưa giải quyết ta quản không nổi sau đó Chu Minh Sơn lấy ra một miếng ngọc bội mà nói, lần này tới đây là có hai chuyện, đầu tiên chúc mừng nhà mới của Diệp Hàn, miếng ngọc bội này quà chúc mừng của ta. Diệp Hàn đón lấy miếng ngọc bội cầm trên tay, cậu trịnh trọng nói, đa tạ ông Chu, vậy tôi không khách khí nữa. Lâm Bách Mặc ngồi bên hai tay khoanh trước ngực, điềm tĩnh nói, Chu lão gia, vậy chuyện còn lại là chuyện gì? Nghe thấy vậy, Chu Minh Sơn vội đáp, Diệp Hàn, ta muốn nhận cậu làm đồ đệ, không biết cậy có đồng ý không? Vừa dứt lời, Diệp Hàn, Lâm Bách Mặc và cả Đường Hải Bân đều kinh ngạc thốt lên, cái gì? Doãn Nhi ngồi cạnh không tin vào mắt mình vội hỏi, ông nội, ông muốn thu nhận diệp hàn làm đồ đệ nghe thấy vậy trung minh sơn đưa tay lên vuốt râu mà đáp không sai cậu ta có thể nhìn ra phỉ thúy cực phẩm đã đủ chứng minh cậu ta là thiên tài mà ông cũng vừa khéo đang thiếu một truyền nhân kế thừa tiểu tử này còn là thiên tài có một không hai lại thêm mối quan hệ giữa con và cậu ta thân càng thêm thân không phải rất tốt sao doãn nhi bị trêu chọc cô giận dỗi hết lớn gọi ông nội nghe thấy vậy diệp hàn đưa tay lên vuốt cảm thầm nghĩ kinh nghiệm và kiến thức mà chu lão ra có là những thứ âm dương pháp nhãn không cách nào có chuyện này chỉ có tốt không có hại nghĩ xong xuôi diệp hàn lập tức quỳ gối xuống cậu trình trọng nói sư phụ tại thượng xin hãy nhận đệ tử chưa kịp nói hết chu minh sơn vội đỡ lấy diệp hàn mà tiếp lời đợi đã ta còn chưa nói xong mà muốn bái ta làm thầy cậu trước tiên phải thông qua một bài kiểm tra nho nhỏ của ta lúc đó ta mới nhận cậu làm đệ tử nghe đến đây diệp hàn hoang mang mà hỏi kiểm tra gì chu minh sơn vội nói tiếp ngày 15 tháng tới là ngày hội đồ cổ của tỉnh a tới lúc đó cậu hãy đi cùng doãn nhi tự khẳng định tên tuổi của bản thân chu minh sơn dùng ánh mắt sắc bén nhìn diệp hàn ông trầm tư suy nghĩ tiểu tử ta đã vì cậu mà trải sẵn đường rồi có thể phát triển tới đâu còn phải dựa vào chính bản thân cậu diệp hàn nghe thấy vậy lập tức hành lễ đáp được chu lão ra tôi nhất định làm được chợt bỗng có tiếng gọi diệp lão đệ tôi tới rồi đây nghe thấy vậy diệp hàn bèn đưa mắt nhìn theo hóa ra là du du và triệu hoành thiên đã đến du du cười lớn nói diệp hàn phát tài rồi vậy mà đã đổi được một căn nhà lớn như vậy rồi thấy vậy diệp hàn bèn đi tới chỉ tay về chân của triệu hoành thiên mà hỏi triệu đại ca anh cuối cùng cũng khỏe hẳn rồi triệu hoành thiên đưa quà ra và vui vẻ cười đáp đều là nhờ phúc của cậu chúc mừng cậu có nhà mới tôi có đem cho cậu một món quà nhỏ Diệp Hàn cầm lấy món quà, cậu từ từ mở ra, ngạc nhiên thốt lên, Long Vũ Trủy. Chu Minh Sơn thấy vậy, lão há hốc mồm mà nói, "Chủy thủ này sắc bén hơn bất cứ thứ gì, nghe nói là do Âu Giã đúc rèn được mệnh danh là bảo khí của quốc gia." Nghe thấy vậy, Triệu Hoành Thiên ngại ngùng đáp, "Chu lão gia kiến thức uyên thâm, Triệu mỗ bái phục." Dứt lời, Chu Minh Sơn điềm tĩnh vội đáp, "Ừm, cậu là, tại sao có cảm giác quen mắt nhỉ?" Lợi đã. Chợt Chu Minh Sơn nhớ ra điều gì đó, lão hét lớn nói, "Cậu là Tây Nam Vương Triệu Hoành Thiên đã bật vô âm tín suốt 3 năm nay." Nghe thấy vậy, Lâm Bách Mạc thầm nói, "Cái gì?" anh ta là triệu hoành thiên doãn nhi cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn theo cô thầm nói năm đó cha của mình luôn ngợi ca tây nam vương đường hải bân ánh mắt trở nên sắc bén cậu ta thầm nghĩ rằng nghe nói anh ta năm đó chỉ dựa vào một quyền một cước thì đã có thể đánh hạ vô số kẻ lâm bách mặc nhìn chằm chằm vào triệu hoành thiên cậu trầm tư suy nghĩ danh tiếng của tây nam vương ai mà không biết làm gì có ai chưa từng nghe qua thấy mọi người đổ mắt nhìn mình triệu hoành thiên ngại ngùng nói chỉ là hư danh mà thôi không đáng nhắc đến doãn nhi tò mò bèn ấp úng hỏi nhưng ta nghe nói anh không phải bị người ta đánh lẽn nên tàn phế rồi sao nghe thấy vậy triệu hoành thiên bèn đi đến khoác vai diệp hàn mà đáp tôi có thể một lần nữa đứng lên đi lại được đều là nhờ có diệp lão đệ sau này chuyện của hắn cũng chính là chuyện của tôi nghe thấy vậy diệp hàn vui sướng nói làm gì mà nghiêm trọng như thế chứ nào nào mọi người ngồi xuống rồi nói tiếp lúc này chu minh Sơn ngạc nhiên há hốc mà thầm nói diệp hàn lại có thể lợi hại như vậy sao có thể khiến tây nam vương tâm phục khẩu phục lâm bách mà cũng ngạc nhiên không kém cậu ta nhìn chằm chằm vào diệp hàn mà không ngừng cảm thán diệp hàn tiểu tử này thực sự rất thần bí lại có khả năng khiến triệu hoành thiên nguyện sống chết vì mình chu minh sơn thầm nói tiếp xem ra cho dù không cần ta trải sẵn đường thì diệp hàn cũng có thể danh tiếng vang chấn một phương để đánh tan sự ngại ngùng trong bầu không khí này tất cả mọi người bè lập tức cười phá lên bỗng chợt lâm bách mạc nhận được một cuộc điện thoại lâm bách mạc tỏ vẻ lo lắng trả lời ừm hắn ngày mai tới được tôi biết rồi tới lúc đó tôi sẽ đích thân dẫn hắn tới thấy vậy diệp hàn vội hỏi lâm đại ca chuyện gì vậy lâm bách mạc bèn đáp ừm diệp hàn chuyện lúc trước không phải tôi nói muốn mời cậu tới xem ai biết người nhà lại tự ý mời một đồ đệ của tây bắc y vương ngày mai sẽ tới chuyện này thực ngại quá nghe thấy vậy diệp hàn bèn đi tới đặt nhẹ tay lên vai Lâm Bách mặc mà an ủi nói, "Không sao Lâm đại ca, ngày mai anh cứ dẫn tôi tới nhà tham quan, thuận tiện chiêm ngưỡng y thuật của đệ tử Tây Bắc Y Vương." Đường Hải Bân ngồi bên cạnh vội tiếp lời, "Tôi cũng muốn đi, có chuyện náo nhiệt không thể thiếu phần tôi nha." Nghe thấy vậy, Lâm Bách mặc bèn bật cười mà đáp, "Đường huynh có thể đi, đương nhiên là Vinh hạnh cho nhà tôi rồi." Hôm sau, tại biệt thự Lâm gia, một bữa tiệc chào đón được tổ chức, những người có địa vị đều được mời tới, ai cũng tò mò về vị đồ đệ của Y Vương Tây Bắc. Họ thi nhau bàn tán, nghe nói đồ đệ của Y Vương Tây Bắc, Thẩm Thiên Ngạo, hôm nay sẽ tới phải không? không sai là lâm gia đặc biệt mời tới để chữa bệnh cho gia chủ của họ nói ra thì bệnh của gia chủ lâm gia thực sự rất kỳ lạ tìm đến cả y vương giang nam cũng vô dụng có điều lần này là cao đầu của y vương tây bắc chữa trị có lẽ sẽ chữa khỏi thôi diệp hàn cũng được mời tới cậu vừa uống nước quan sát xung quanh vừa thắc mắc không phải chỉ là xem bệnh cho cha của lâm đại ca thôi sao có cần phải nhiều người như vậy không đường hải bân giải thích mấy tên càng nhiều tiền thì càng sợ chết muốn tới đây để quen biết thần y chỉ muốn tốt cho bản thân lỡ sau này có bệnh thì còn tìm đường lui nghe vậy diệp hàn nở một nụ cười nhạt phán xã hội này chính là như vậy lúc này cậu nhìn về một phía thầy bạch lạc phi đang đứng cạnh một người đàn ông chắc hẳn là cha hắn bạch kiến nghiệp diệp hàn hỏi bạch lạc phi tên gia hỏa này cũng tới sao đường hải bân phun một ngụm nước bọt đầy khinh bỉ trả lời còn không phải ỉ vào cha hắn Bạch kiến nghiệp sao kệ hắn đi nghe tên nhìn mặt đã thấy đáng ghét rồi đúng lúc này quản gia của lâm gia hớt hải chạy vào thông báo cao đồ của y vương tây bắc thẩm thiên ngạo tới rồi đám người trong sảnh nghe vậy thì chạy tới hóng hớt đến rồi đến rồi mau đi xem xem từ ngoài cửa thẩm thiên ngạo ngạo nghễ bước vào phía sau là lâm bách mạc đang giúp hắn cầm hộp khánh bệnh của y sư đám người vây xung quanh lấy hắn ta tranh nhau giới thiệu thẩm tiên sinh ta là lý sơn hà của phòng long điện sản hoan nghênh ngày tới thành phố sơn hải của chúng tôi thẩm tiên sinh tôi là đồng sự của tập đoàn thiên duyệt tôn cương được ngày ghé thăm quả là niềm vinh hạnh của thành phố sơn hải chúng tôi thẩm tiên sinh tôi là bạch kiến nghiệp của tập đoàn bạch thị tôi đại diện cho tập đoàn chào mừng ngài đường hải bân một bên thấy thế thì không khỏi nghiến răng tức giận nói tiểu tử thối không phải chỉ có chút y thuật thôi sao có gì tài giỏi thế mà lại khiến lão lâm giống như tôi tớ phải xách đồ cho hắn Diệp Hàn vỗ vai cậu ta xoa dịu, "Đường ca bình tĩnh đừng nóng, chúng ta xem thủ đồ đệ của Y Vương Tây Bắc, rốt cuộc có được bản lĩnh giống như lời đồn không?" Thẩm Thiên Ngạo cao giọng nói, "Trên đời không có gì miễn phí, nhận được sự đón tiếp thịnh tình của các vị, tâm ý của các vị tôi đã hiểu, nhưng tôi phải nói thẳng luôn, không tiền không khám." Thấy hắn ta cao ngạo tuyên bố như vậy, Diệp Hàn nhíu mày nghĩ thầm, chuyện chữa trị trả tiền cũng không sai, nhưng công khai đòi tiền như thế này thì cũng quá. Đám người có tiền kia lại chẳng nghĩ giống cậu, bọn họ ra sức lấy lòng nói, "Thẩm tiên sinh nói rất đúng, lần sau gặp mặt, chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh." thẩm tiên sinh là người tài trong người tài tương lai nhất định sẽ còn vượt xa cả y vương trở thành người tài ba nhất thế giới đây thực sự là niềm tự hào của hoa hạ chúng ta nói rất đúng người có y thuật tương đương với thẩm tiên sinh e là còn chưa ra đời thẩm thiên ngạo nghe bọn họ nịnh nọt thế dù vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn đáp quá khen quá khen bạch lạc phi trong đám đông nhìn thấy diệp hàn hắn liền nảy ra ý định gì đó mà cười thầm phế vật ngươi cũng tới rồi cứ đợi đấy diệp hàn cảm nhận được ánh mắt của hắn ta liền quay đầu nghĩ bạch lạc phi muốn làm gì bạch lạc phi đột nhiên chỉ tay về phía diệp hàn nói bằng giọng khiêu khích Y thuật của tiên sinh đương nhiên chúng tôi tin phục. Có điều tôi nghe nói, thiếu gia Lâm gia lúc trước còn có ý định mời một tên vô danh tiểu tốt để thế chỗ của thẩm tiên sinh. Những người khác nghe vậy liền hướng đôi mắt tò mò về phía Diệp Hàn, xin hỏi có chuyện như vậy sao? Cái gì? Thật sao? Diệp Hàn lúc này đen mặt, trong lòng thầm ghi nhớ thủ này, Bạch Lạc Phi. Bạch Kiến Nghiệp bên cạnh cũng cười nhạt nói thêm, người này ỉ vào vài mánh khóe y thuật, đi khắp nơi giở trò lừa bịp, sao có thể so sánh với thẩm tiên sinh, chỉ là không ngờ thiếu gia Lâm gia suýt chút nữa cũng bị lừa rồi. Lời ông ta nói lại càng có trọng lượng hơn, mọi người bắt đầu quay qua chỉ trích Diệp Hàn, tên gia hỏa này làm mất mặc giới y sĩ đương nhiên không thể so sánh với thẩm tiên sinh thẩm tiên sinh là người kiệt xuất hắn thì là cái thá gì chỉ là một nhân vật tiểu tốt thôi không đáng nhắc tới diệp hàn tức giận siết chặt nắm đấm trong tâm liên tục tự nhủ nhẫn phải nhẫn mình không thể làm hỏng chuyện của lâm đại ca nhưng cậu chưa kịp làm gì đường hải bận đã phấn nộ cực điểm mà ra mặt thay cậu hét lên anh em của tôi chính là người học y một đám khốn kiếp các người ở đây ăn nói hàm hồ tin tôi đánh chết các người không đám người lại quay vào nhau thì thào đây không phải con trai của đường kiến quốc sao thật xui xẻo tên tiểu tử này thế mà cũng tới đây xem ra tên nhóc đi cùng hắn chính là người lúc nãy chúng ta nhắc tới đường thiếu gia cho dù là cha cậu cũng không dám chuyện như vậy với chúng tôi tôi cần cậu xin lỗi toàn thân đường hải bân tức tới hỏa khí tuôn chào hỏi xin lỗi sao diệp hàn vội vàng lên tiếng khuyên can đường ca đừng kích động nhưng đường hải bân dường như không nghe thấy lời cậu cậu ta đi tới tiếp tục tuôn một màn giáp chửi tới đám người tôi không một cước đạp ông thì đã là tử tế lắm rồi bạch kiến nghiệp nhất miệng cười quay sang lâm bách mặc bảo lâm thiếu gia cậu thân là người làm chủ trì cũng nên nói gì đi chứ tôi nghĩ hai người này tốt nhất không nên ở đây Lâm Bách Mặc nghe ông ta nói thế thì rơi vào thế khó xử. Đám người vẫn tiếp tục vây quanh hai người Diệp Hàn và Đường Hải Bân chỉ chết, nói rất đúng, đem bọn họ tống ra ngoài. Hai người này ở đây quả thực là sự sỉ nhục đối với Thẩm Tiên Sinh, đúng, người không có tố chất và một tên lừa bịp, không xứng ở trước mặt Thẩm Tiên Sinh, ra ngoài. Bạch Lạc Phi một bên cười thầm, Diệp Hàn, ta chống mắt lên xem, ngươi sẽ có kết cục gì. Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra, chắn trước mặt đám người. Lâm Bách Mặc đen mặt nói, các người không đồng ý thì có thể ra về, Lâm gia tôi cũng không mời các vị tới. Không khí trong đại sảnh bỗng chốc yên lặng, chuyện này có người thấy thế cũng tức tối bỏ về vừa đi vừa hằn học đi thì đi lão phu nước không trôi cục tức này cùng đi đi có gì ghê gớm cùng lắm sau này tìm dịp khác mời thẩm tiên sinh bỏ đi không chấp hai tên tiểu từ kiến thức còn nông cạn ở đây dẫu sao cũng là đại sảnh của lâm gia tốt nhất vẫn không nên đắc tội với lâm gia thấy những người kéo nhau rời đi diệp hàn cho chút lo lắng nghĩ những người này đều là những khách hàng tiềm năng sau này của mình còn có thể kiếm được không ít tiền từ họ bây giờ không thể để họ đi thẩm thiên ngạo bấy giờ vỗ tay hai tiếng nói các vị xin nghe ta nói một lời hắn xè tay về hướng diệp hàn mà phân tích mọi người hà tất chỉ vì một nhân vật nhỏ bé mà tranh luận làm người thầy thuốc quan trọng là phải tài đức vẹn toàn người không có đức lại không có tài không đáng nhắc đến đám người nghe vậy thì thi nhau đồng tình thẩm tiên sinh nói rất đúng bọn họ chỉ là người ít học vì bọn họ mà tức giận là tự làm mất mặt tiểu tử đó chỉ là loài run dế thôi coi như không thấy hắn thì được rồi đường hải bân tức tới nghiến răng cậu ta liền cúi xuống gỡ một bên giày ra bảo thế mà dám nói diệp hàn không tài không đức một đường phi giày chuẩn xác vào giữa mặt thẩm thiên ngạo được đường thiên ngạo ném ra cậu ta hung hăng mắng ngươi thì được tính là cái thá gì mà còn dám mắng anh em của ta, đám người thấy thế thì há hốc miệng kinh ngạc, hắn lại dám ném giày thối vào thẩm tiên sinh, thẩm tiên sinh bị trọi trúng mắt rồi, chiếc giày vẫn bám ở trên mặt thẩm thiên ngạo, hắn ta giận tới run rẩy cả người, một người đứng cạnh hoang mang hỏi han, thẩm thiếu, không sao chứ? hắn ta lửa giận bừng bừng, lôi chiếc giày xuống, trên mặt hắn ta còn in đậm một dấu giày, mũi cũng bị va đập mà chảy máu, hắn quát, hốn, hốn kiếp, đường hải bân cười tới chảy cả nước mắt nói, vết đế giày trên mặt rất hợp với người mặt giày thật sự rất hợp với người, thẩm thiên ngạo chỉ tay tức tối ra lệnh, xin lỗi ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi cho ta đường hải bân làm mặt xấu chưa tức hắn ta nhổ, xin lỗi tên đầu thối thẩm thiên ngạo lập tức quay sang lâm bách mặc yêu cầu chuyện này hôm nay không giải quyết tôi sẽ lập tức rời khỏi đây lão ra nhà các cậu tìm cao nhân khác đi nghe vậy lâm bách mặc lập tức căng thẳng cậu đành chắp tay hơi cúi đầu tạ lỗi thẩm tiên sinh xin bình tĩnh tôi thay mặt anh em của mình xin lỗi đến lúc này diệp hàn cũng không nhịn được ánh mắt cậu lóe lên sắc bén cậu đi tới giữ vai của lâm bách mặc lại bảo đợi đã lâm đại ca không cần xin lỗi chẳng qua chỉ là đến chữa bệnh cho lâm lão ra thôi mà để tôi chữa đám người khác nghe vậy thì cười khinh bỉ chỉ trỏ mỉa mai tôi không nghe nhầm chứ tên tiểu tử này thế mà lại nói sẽ chữa bệnh cho lâm lão gia một tên gia hỏa biết chút tài vật y thuật mà cũng dám ngông cuồng như vậy hắn tưởng mình là thẩm tiên sinh chắc lấy đâu ra cái tự tin đó vậy tôi thấy hắn là muốn mượn cơ hội lần này để đánh bóng tên tuổi thực vô sỉ hết sức thẩm thiên ngạo trong đám đông cũng chỉ tay vào diệp hàn hỏi ngươi chữa sao cũng không đợi cậu trả lời hắn ta đã phá lời cười bảo tên tiểu tử chỉ biết chút mánh khóe y thuật nếu như chị khỏi cho lâm lão gia ta sẽ không hành y nữa từ nay rút khỏi giới y sĩ diệp hàn nhấn mạnh thách thức ngươi dám thể không thẩm thiên ngạo ngông cuồng tự tin đáp có gì mà không dám nghe vậy diệp hàn mỉm cười tuyên bố vậy được chúng ta nhất nguồn ký xuất tứ mã nan truy. đám người lúc này vẫn hùa nhau khinh thường diệp hàn tên gia hỏa không biết điều ngươi tưởng mình là ai dựa vào ngươi mà cũng muốn đánh cược với thẩm tiên sinh ngông cuồng nông cạn thật sự không hiểu tại sao lâm thiếu lại đi quen loại người như ngươi một tên danh con không tài không cán không cần đoán thì đã biết hắn thua chắc rồi tiểu tử thối tuổi còn nhỏ nhưng khẩu khí cũng lớn đấy bạch lạp phi đột nhiên xuất hiện chỉ tay thách thức thẩm tiên sinh là cao đồ của y vương tây bắc ngươi thì là cái thá gì nói ra những lời như vậy cũng không sợ hủ chết chính mình sao đường hải bân đứng cạnh thấy hắn ta ngứa mắt liền bẻ khớp tay đe dọa bạch lạc phi món nợ lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu còn nhiều lời nữa có tin ta đánh ngươi tới mức mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi không nghe vậy hắn ta liền sợ hãi vội trốn sau lưng cha mình nghển cổ đáp lại ngươi ngươi có bản lĩnh thì thắng được thẩm tiên sinh đi rồi nói chuyện với ta đừng có ở đây công kích ta thẩm thiên ngạo đồng ý thách thức hắn đề nghị ta đồng ý cá cược với ngươi có điều nếu như ngươi thua thì phải ở trước mặt mọi người có ở đây, phải chui qua hàng ta. Lâm Bách Mặc lo lắng hỏi Diệp Hàn, Hàn Tử, cậu có chắc không? Nếu như cậu thua rồi, tôi e tới lúc đó. Diệp Hàn tự tin cười đáp, Lâm đại ca yên tâm, chỉ cần thực sự có bệnh thì tôi nắm chắc 80% có thể trị khỏi. Nghe vậy, Lâm Bách Hàn liền tin tưởng cậu mà bảo, được, Hàn Tử, tôi tin cậu. Anh cũng nghiến răng mắng thầm, tên khốn kiếp này không chỉ coi tôi là hạ nhân tùy ý sai khiến, mà còn muốn trả thù lao là 10% cổ phần công ty Lâm gia, sớm đã thấy hắn ngứa mắt rồi. Đường Hải Bân vỗ vai anh bảo, yên tâm đi, đợi chút nữa hàn tử sẽ thay cậu dạy cho hắn một bài học nói rồi cầu bừng bừng khí thế đi lên trước hai người chỉ tay vào thẩm thiên ngạo tuyên bố ê tên mặt dày kia những gì ngươi muốn bọn ta cược bọn ta chấp nhận chuẩn bị phô diễn tài cán đi thẩm thiên ngạo tức giận lắm nhưng lúc này lâm bách mạc lên tiếng thông báo các vị xin mời vào bên trong vừa hay mọi người cùng nhau làm chứng đám người nghe vậy thì cùng nhau kéo vào ai nấy đều đi theo sau lưng thẩm thiên ngạo nịnh nọt đi đi xem thử tiện mở mang tầm mắt xem thử y thuật của thẩm tiên sinh lợi hại thế nào tôi chỉ muốn xem bộ dạng của tên tiểu từ đó sau khi thua sẽ chui qua háng của thẩm tiên sinh thế nào thôi chuyện đó nhất định sẽ rất thú vị tôi lát nữa phải chụp lại phát lên mạng mới được tiêu đề sẽ là tiểu tử vô học giả danh đi lừa bịp không may đụng chúng thần y thật chỉ có thể chui qua háng thần y để tạ tội hay tôi bây giờ sẽ gọi điện cho ký giả tới đây đường hải bân nghe vậy thì không khỏi tức giận mắng đáng ghét một đám khốn kiếp diệp hàn trấn an đường ca bình tĩnh một lát nữa người mất mặt mới chính là bọn họ mọi người cùng nhau tiến vào phòng bên của lâm lão gia tử nhìn người trên giường quấn đầy dây dựa của thiết bị y tế ai nấy đều cảm thán trời ạ lâm lão ra tại sao lại trở nên như vậy ừm lão lâm bị bệnh này đến khổ sở cứ đến 12 giờ tối thì lại bắt đầu gào khóc thảm thiết giống như nhìn thấy quỷ vậy lúc trước lão lâm khỏe mạnh như thế giờ lại bị bệnh tật hành hạ thành ra như này bệnh này chắc chắn không đơn giản tôi tin thẩm tiên sinh dù có là bệnh nặng hơn thế này thì hắn cũng dễ dàng xử lý diệp mặt tiến gần giường bệnh nhìn một lượt quan sát nghĩ chỉ nhìn bên ngoài vốn dĩ không thể nhìn ra bệnh gì vẫn nên dùng âm dương thấu nhãn đi nghĩ vậy cậu lập tức thi triển dương nhãn khi nhìn tổng thể bên trong của ông diệp hàn không khỏi ngạc nhiên chuyện gì vậy cơ thể của lâm lão ra hoàn toàn bình thường mà nhưng khi nhìn lên phía trên những dòng khí xanh liên tục đi ra từ cơ thể của lâm lão ra đó là gì có thứ gì đó đang bay ra đột nhiên ngay trước mặt diệp hàn xuất hiện ba cái đầu lâu quỷ khổng lồ cậu kinh ngạc à? đây đây là đây diệp hàn kinh hãi tới té ngã xuống sàn kêu lên quỷ những người khác không thấy được những gì cậu nhìn được ai nấy đều chỉ tay mỉa mai tên tiểu tử này thế mà lại bị bệnh nhân hù dọa đến mức ngã quỵ xuống đất rồi còn xem bệnh cái gì làm người ta tức cười chết rồi lần đầu tiên thấy bác sĩ bị bệnh nhân hù dọa thành ra như vậy mau cút về nhà đi đừng ở đây làm mất mặt người khác. Bạch Lạc Phi cũng được dịp khinh bỉ nói, trong bộ dạng ngươi như này mà còn không biết ngại so sánh với bác sĩ Thẩm, chi bằng nhận thua luôn đi. Thẩm Thiên Ngạo lướt qua người cậu cao giọng điệu dạy dỗ, người trẻ tuổi bây giờ học được chút mánh khóe thì đã nghĩ mình giỏi, tục ngữ nói rất hay, núi cao còn có núi cao hơn. Đường Hải Bân cùng Lâm Bách Mặc tiến tới đỡ Diệp Hàn lên hỏi thăm, "Hàn tử, có chuyện gì vậy? Cậu tại sao lại bị dọa thành ra như vậy? Cha tôi tuy có bệnh trong người, nhưng cũng không đến mức có thể hù cậu thành ra như này chứ." Diệp Hàn xua tay đáp, "Tôi, tôi không sao." Cậu nhíu mày nhìn về phía Lâm Lao ra lẩm bẩm, không thấy nữa rồi. Đột nhiên, Diệp Hàn nhớ ra một chuyện, đợi đã, đây, đây lẽ nào là âm dương pháp nhãn, trái là âm, phải là dương, dương nhãn xuyên qua vạn vật, âm nhãn thấu bóng đêm. Hóa ra là như vậy, mình hiểu rồi, vừa nãy đó là Diệp Hàn thi triển âm nhãn, trước mặt câu là một con hộ minh ác quỷ. Bạch Lạc Phi bất ngờ huých vai Diệp Hàn quát, "Tiểu tử, nếu đã không khám ra bệnh gì thì mau cút đi, đừng ở đây làm hỏng chuyện người khác." Nói rồi, hắn liền cung kính cúi người, "Thẩm tiên sinh, mời ngài." Đường Hải Bân thấy thế thì tức tối mắng, "Tên khốn kiếp này, diệp hàn lên tiếng cản lại đường ca bình tĩnh bệnh của lâm lão gia chỉ có tôi mới chữa được thôi nghe cậu nói vậy lâm bách mặc vui mừng hỏi hàn tử ý của cậu là có thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi sao diệp hàn đáp yên tâm đi lâm đại ca tôi cần chuẩn bị một chút để chữa trị cho lâm lão gia diệp hàn nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống đất bắt đầu cảm nhận âm dương pháp nhãn gia tà bất xâm thậm chí có thể khống chế trừ bỏ quỷ hồn bạch lạc phi ngó qua khinh thường một tiếng giả thần giả quỷ rồi liền quay đầu nịnh hót thẩm thiên ngạo hỏi thẩm tiên sinh ngài đã khám ra bệnh gì rồi đúng không thẩm thiên ngạo bên người tươi cười đáp Ừm, chuyện đó là đương nhiên. Nhưng nội tâm lúc này sợ xanh cả mặt, ta còn chưa khám ra là bệnh quỷ gì, đây rốt cuộc là bị bệnh gì, tại sao ngay cả chút triệu chứng cũng nhìn không ra. Diệp Hàn lên tiếng hỏi hắn, "Ừ, ngươi đã khám ra được bệnh gì rồi sao? Vậy ngươi thử nói xem, rốt cuộc Lâm lão gia mắc phải bệnh gì?" Thẩm Thiên Ngạo chột dạ, đưa tay xoa mũi đáp, "Rất đơn giản, Lâm lão gia cơ thể hư nhược, lại, lại thêm trong lòng có nhiều nỗi phiền muộn, thời gian dài mới bị biến thành như vậy." Lâm Bách mặc phản bác, "Không thể nào, nếu như chỉ đơn giản như vậy thì bọn ta đã sớm khám ra rồi." Diệp Hàn cười nhạt bảo, đương nhiên không đơn giản như vậy. Cậu chỉ tay vạch trần hắn ta, tất cả những gì ngươi nói đều là đang nói sằng nói bậy, Lâm lão gia bị như vậy, vô dĩ không phải là do bệnh tật gây ra. Đám người nghe vậy lại nhao nhao lên, nói thế là có ý gì, không phải do bệnh gây ra, vậy còn có thể là do cái gì? Ta cũng cảm thấy, bệnh của Lâm lão gia không đơn giản giống như những gì Thẩm Thiên Ngạo nói. Hắn ta bị vạch trần thì tức giận chỉ tay chất vấn, "Ngươi, vậy ngươi nói xem, cơ thể Lâm lão gia, tại sao lại trở thành như vậy?" Lâm Bách Mạc cũng lo lắng hỏi, "Hàn tử, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Diệp Hàn liền trấn an, "Lâm đại ca, đừng nóng vội, trước tiên để tôi trị khỏi cho lâm lão gia sau đó sẽ từ từ giải thích cho anh nói rồi cậu từ từ đi tới giường bệnh của lâm lão gia thẩm thiên ngạo hừ một tiếng mỉa mai ngay cả ta còn không nhìn ra bệnh gì ngươi còn mơ trị khỏi cho ông ta sao nằm mơ đi diệp hàn quay sang kháy đều hắn ngươi cuối cùng cũng chịu thừa nhận mình không khám ra bệnh gì rồi sao thẩm thiên ngạo nghe vậy thì không thể phản bác diệp hàn cũng chẳng quan tâm cậu nói nhìn cho kỹ đây dứt lời cậu đặt tay lên trán của lâm lão gia truyền vào một dòng đội kình u minh hàn quỷ lập tức lao tới chỗ diệp hàn gào thét chết cậu đưa tay vận ra một luồng khí hướng tới nó hỏi vốn là người đã chết hà cớ còn làm hại nhân thế hôm nay ta phải diệt trừ ngươi nói rồi cậu đánh luồng khí vào con quỷ sức mạnh như nuốt chọn lấy nó khiến con quỷ kêu lên không trong nháy mắt u minh hàn quỷ nhanh chóng bị đánh tan diệp hàn thở ra một hơi đưa tay lên lau mồ hôi nói đã xong chị khỏi rồi lâm bách mặc sốt sáng lên níu tay cậu hỏi hàn tử đã đã chị xong rồi sao đường hải bân vẫn còn hoang mang dơ điện thoại không biết chuyện gì xảy ra mà hỏi tôi còn chưa bắt đầu quay cậu đã kết thúc rồi sao thẩm thiên ngạo cười lớn chỉ tay vào lâm lão gia bảo ngươi coi bọn ta đều là những đứa ngốc sao lâm lão gia rõ ràng không có chuyển biến gì tốt ngươi còn nói đã trị xong rồi sao bạch lạc phi cũng cười nhạo nói to đúng đó ta thấy tiểu tử này chính là đang coi chúng ta là mấy tên ngốc loại phế vật này đáng ra nên quốc khỏi thành phố sơn hải mọi người thấy ta nói có đúng không đám người nghe vậy thì nhao nhao chỉ tay vào cậu chế nhạo không sai thực sự coi chúng ta như mấy tên ngủ sao tiểu tử này thật đáng thương đúng lúc này một tiếng ho phát ra lâm lão gia không biết đã tỉnh từ lúc nào ông câu có nói các các ngươi thật ồn ào Nghe giọng nói, đám người kia liền đứng hình, một số thì quay sang hỏi nhau, tôi mới nãy hình như nghe thấy tiếng lâm lão ra nói, tôi, tôi hình như cũng nghe thấy, không phải tên tiểu từ đó, thực sự đã trị khỏi bệnh cho lâm lão ra chứ. Lâm bách mặc mừng rớt nước mắt, vội chạy đến cạnh giường ôm lấy cha mình hỏi, cha, cha thấy sao rồi? Lâm lão ra từ chậm chạp đáp, cha, cha không sao. Ông hỏi, cái thứ quỷ đó không thấy nữa, là bị đuổi đi rồi sao? Lâm bách mặc nghe hỏi vậy thì ngó nghiêng xung quanh thắc mắc, thứ quỷ, là thứ gì? Diệp Hàn đi tới cạnh giường Lâm lão gia giải thích, "Lão gia ông yên tâm, thứ đó đã bị tôi đuổi đi rồi, sẽ không tiếp tục quấn lấy ông nữa đâu." Lâm lão gia vội vàng cầm lấy tay cậu bày tỏ, "Chàng trai trẻ, cậu, cậu đích thực là thần y, Lâm Quốc đống ta lần này nợ cậu một mạng." Những người khác nhìn cảnh này thì trợn cả mắt nhìn, ai nấy đều hoài nghi nhân sinh, tên tiểu tử đó thế mà lại có thể trị khỏi cho Lâm lão gia, cao đồ thần y Tây Bắc cái gì, một chút năng lực cũng không có, thần y, đây mới đích thực là thần y. Bọn họ bắt đầu dồn Bạch Lạc Phi vào chân tường công kích, tên khốn kiếp thế mà lại bảo chúng ta mau đuổi thần y ra khỏi thành phố Sơ Hải, nếu như thực sự đuổi đi rồi, sau này có bệnh biết tìm ai, đáng ghét, nhất định phải cho hắn một bài học. Bạch Lạc Phi thấy thế thì không khỏi sợ hãi lắp bắp, ông, các ông tính làm gì? Đám người liền xông tới, đè hắn ta xuống đánh túi bụi, vừa đánh vừa mắng, đáng chết tên khốn kiếp nhà ngươi, tên vô tích sự, mau phế tên khốn kiếp này. Bạch Lạc Phi bị đánh hét lên trong tuyệt vọng, cha ơi, cứu mạng. Bạch Kiến Nghiệp một bên chột dạ, lén lút rời khỏi hiện trường, ông ta nghĩ thầm, con trai, con chịu khó ở đó chịu đòn đi, cha già phải chuồn trước đây. Nhưng không để ông ta kịp chạy đi, Bạch Lạc Phi đã hét lên, đừng đánh mình ta chứ cha ta còn ở bên đó kìa tức thì đám người lập tức liếc về phía ông ta bạch kiến nghiệp cười gượng cả người toát mồ hôi thầm nuốt nước bọt ực một tiếng ông ta ba chân bốn cẳng chạy đi đám người liền dẫn đạp lên người bạch lạc phi đuổi theo móng lão già chết tiệt đứng lại không được chạy là cha của một tên không tốt đẹp gì phải đánh bạch lạc phi nằm bẹp gì trên đất cả người đều là dấu chân hắn khóc dòng than vãn tại sao người chịu tổn thương luôn là ta diệp hàn cười đắc ý bảo những người luôn đối chọi lại ta tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt một bên khác thẩm thiên ngạo tức giận tới run người hắn mèo mó mặt mày cả người bùng lửa giận hết lên không ta không tin ta ngay cả bệnh gì còn không khám ra ngươi tại sao lại có thể chỉ khỏi cho ông ta chứ diệp hàn nhau mắt liếc nhìn về hắn ta cậu thi triển âm dương pháp nhãn rồi nói ngươi muốn biết tại sao không cậu bất ngờ chạy về phía hắn đập một phát vào người hắn giống như khai thông nhãn mạc cho hắn ta bảo vậy ta sẽ để ngươi nhìn kỹ dứt lời thẩm thiên ngạo ngạc nhiên chừng mắt thốt lên cái gì hắn mở to mắt đằng sau diệp hàn lúc này có hình ảnh của một con quỷ nó chừng mắt nhìn về hắn ta thẩm thiên ngạo sợ hãi hét lên hắn vừa chạy vừa khóc kêu to quỷ yêu quái mẹ ơi cứu mạng khi nhìn kỹ đũng quần của hắn còn thấy một vũng chỗ sậm màu đây là sao bị hù đến tiểu cả ra quần lâm bách mặc thấy thế không khỏi thắc mắc thẩm thiên ngạo này rốt cuộc có chuyện gì vậy lại tiểu ra quần đường hải bân nhíu mày một phút trước còn ở trước mặt huynh đệ chúng ta ra vẻ diệp hàn nhún vai như chẳng có chuyện gì bảo ai biết chứ cũng có lẽ là bị đả kích đến phát điên lâm bách mạc quay người hỏi cha mình cha rốt cuộc là chuyện gì cha và diệp hàn có chuyện gì giấu bọn con sao lâm lão ra trầm tư ra lệnh những người khác mau ra ngoài hết đi mọi người dần dần rời đi trong phòng chỉ còn lại bốn người diệp hàn lâm bách mặc Đường Hải Bân cùng Lâm lão ra. ông bắt đầu nói, "Bách Mạc, kỳ thực tổ tiên chúng ta là dựa vào việc đào mộ mà làm giày, chuyện này chắc là con cũng đã biết." Lâm Bách Mặc đáp, "Biết ạ, à, nhưng có liên quan gì tới chuyện cha bị bệnh ạ?" À? Đường Hải Bân nghe vậy thì kinh ngạc tròn mắt cảm thán, "Đó không phải là đào trộm mộ sao? Lão Lâm, tổ tiên của ông cũng can đảm thật đấy." Lâm Bách Mặc giải thích, "Đây cũng không coi là bí mật gì, những người già trong thành phố Sơn Hải này kỳ thực đều đã biết hết rồi, hơn nữa, nhà chúng tôi cũng sớm đã không còn làm chuyện này nữa rồi." Lâm lão ra ôm đầu tiếp lời, "Không sai, nhưng mà mấy tháng trước trong lúc thu xếp mấy món đồ mà tổ tiên để lại ta chợt tay đánh vỡ mất một chiếc bình hoa từ lúc đó thì bệnh tật bắt đầu bám lấy ta nếu như không phải có diệp hàn ra tay ta e rằng sớm đã nghe được nguyên nhân lâm bách mạc đi tới quảng lây vai diệp hàn cảm kích hàn tử đại ân đại đức này không có gì có thể báo đáp phần tình cảm này tôi sẽ khắc ghi trong lòng diệp hàn cười đáp đây là chuyện tôi nên làm lâm đại ca không cần khách khí như vậy đúng lúc này một người bên ngoài hớt hải chạy vào thông báo lão gia thiếu gia bên ngoài có rất nhiều người tới tìm nói muốn gặp diệp thần y gì đó Diệp Hàn giật mình chỉ vào bản thân nghi hoặc hỏi, lẽ nào không phải là tới tìm ta đó chứ? Bên ngoài, một đoàn người tranh nhau xông vào, khung cảnh nhốn nháo ầm ĩ, Diệp Thần Y, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thành, xin hỏi người có thời gian cùng tôi ăn bữa cơm không? Diệp Thần Y, tôi đã bị trĩ nhiều năm, ngài có thể giúp tôi được không? Diệp Thần Y, tôi có một trang trại chuyên trồng nho làm rượu, có thể mời ngài qua đó thưởng thức chút rượu không? Đường Hải Bân bị nhóm người đè ép mà kêu lên, sắp nghẹt thở chết rồi. Đám đông tranh nhau, chẳng mấy chốc súng vào rằng co đánh nhau, tôi đến trước, để tôi trước, cái dám ấy, tôi vẫn luôn ở đây một bước cũng không rời tôi thấy ông là muốn ăn đòn diệp hàn thấy một mớ hỗn độn này thì vội vàng khuyên can mọi người đừng đánh nhau từng người một đi lúc này có một người đi vào ông ta ho hai tiếng nói làm phiền các vị xin nhường bước đám đông nghe giọng nói thì dừng đánh lại quay sang nhìn hỏi ai đường hải bân nhận ra được người cậu liền hô lên lý bí sách ông tại sao lại tới đây lý bí sách không quan tâm mà đi lướt qua đám người bọn họ nhìn theo ông mà bàn tán đây người này không phải là bí sách thư ký của thị ủy sao hắn tại sao lại tới đây lẽ nào thị trưởng cũng muốn tìm diệp thần y xem bệnh sao Lý Bí Sách đi tới trước mặt Diệp Hàn tươi cười hỏi, "Diệp thần y, chào, thị trưởng muốn mời ngài tới giúp ông ấy khám bệnh, xin hỏi ngài có thời gian không ạ?" À? Diệp Hàn nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng vài giây sau liền ổn định lại mà đáp, "Đương nhiên, tôi có thời gian." Lý thư ký đưa tay lịch sự, "Mời." Diệp Hàn cùng ông rời khỏi lâm gia, đám người kia nhìn theo chỉ biết ao ước, không ngờ ngay cả thị trưởng cũng muốn mời Diệp Hàn xem bệnh, ai bảo người ta có y thuật hơn người chứ. Xem ra Diệp Hàn ở thành phố Sơn Hải này, tiếng tăm ngày càng lừng lẫy rồi nha. Tại nhà của Bạch gia, TV cũng đang phát tin tức về Diệp Hàn, MC hướng tay về ảnh cậu giới thiệu, dạo gần đây, có một thần y tên Diệp Hàn xuất hiện ở thành phố Sơn Hải, y thuật của hắn vô cùng cao siêu, thậm chí ngay cả thị trưởng cũng đã mời hắn tới khám bệnh. Thấy tin tức này, Bạch Lạc Phi tức giận tới ném cái điều khiển tivi gam thẳng vào màn hình. Hắn cả người bó bột, lòng đầy thù hận nói: "Cha, con muốn giết Diệp Hàn, con phải giết tên khốn kiếp đó." Bạch Kiến Nghiệp tình trạng cũng tương tự con trai, ông ta nghiến răng tức tối bảo: "Dám đem hai cha con ta trở nên thê thảm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên tiểu tử này." Bạch Lạc Phi hậm hực đáp: "Nhưng hắn bây giờ có giao tình rất tốt với tất cả thế lực của thành phố Sơn Hải này, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Bạch Kiến Nghiệp lộ ra một nụ cười nguy hiểm an ủi, yên tâm đi, ta có cách rồi. Nói rồi, ông ta lấy điện thoại ra, liên lạc với người nào đó, ừ, là người Kim Tam Giác phải không? Ta muốn giết một người, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Mặt khác, ở trước nhà thị trưởng, ông chống chiếc gậy, mặt mũi tươi giói nói với Diệp Hàn, Diệp thần y, đa tạ cậu mấy ngày nay đã trị bệnh cho ta, lưng của lão phu cuối cùng đã khỏe hơn rồi, hơn nữa, bà vợ già của ta cũng không nhố nháo đòi ly hôn với ta nữa rồi. Diệp Hàn gãi đầu cười đáp, không cần cảm ơn, là chuyện nên làm, chuyện nên làm thôi. Lúc này, vợ của ông tươi cười bước ra gọi đại lãng tôi đã sắc cho ông một bát thuốc để tẩm bổ mau uống đi thị trưởng lập tức mất trái tim u mô chạy tới bày tỏ ai ra bà xã tôi tới đây diệp hàn một bên nhìn cảnh này thì cạn ngôn quả là gừng càng già càng cay lúc này một chiếc xe siêu xịn đi tới sau cậu bấm còi đường hải bân ngồi trên xe vẫy gọi hàn tử mau lên xe lão lâm đang đợi chúng ta đó nghe vậy diệp hàn lập tức vui vẻ leo tót lên xe đến đây họ không hề chút ý tới đằng sau có người đang theo dõi hắn ta nhếch miệng cười cầm chiếc điện thoại lên thông báo cho đồng bọn mục tiêu đã xuất hiện chuẩn bị kích sát đường hải bên trên đường luôn miệng hỏi han Hàn tử cậu ngày ngày đến nhà bệnh nhân khám bệnh cũng vất vả lắm phải không cũng tới lúc mở một phòng khám rồi diệp hàn bày tỏ tôi cũng đang chuẩn bị thế đây anh giúp tôi xem có cửa tiệm nào ở mặt được không đường hải bân liền giơ ngón cái đảm bảo chuyện đó cứ giao cho tôi lúc này một tia sáng laser màu đỏ chợt hướng về phía đường hải bân diệp hàn lập tức chú ý tới ừ hồng điểm này là của súng ngắm ngay lập tức cậu phát giác ra có nguy hiểm liền nhau tới cướp lấy vô lăng của đường hải bân hét lên cẩn thận diệp hàn quẹo bánh lái sau đó một đường đạn bay tới xuyên qua lớp kính của xe găm thẳng vào ghế ngồi của đường hải bân chỉ còn cách cậu ta vài cm đường hải bân tái xanh mặt hỏi ai dám nổ súng diệp hàn vội vã thúc giục mau đi thôi xe dừng lại đâm vào cột điện bên đường diệp hàn lôi đường hải bân xuống xe người trên đường vội vã chạy loạn kêu lên cứu mạng có người nổ súng mau chạy đi báo cảnh sát mau chạy thôi đừng đứng ngay ở đó nữa diệp hàn cùng đường hải bân trốn bên cạnh xe diệp hàn nhận định đây không phải là vô tình nổ súng mà có người muốn nhắm vào tôi đường hải bân sợ hãi ôm đầu tuyên bố chắc nghịch tôi nhất định phải lôi tên nổ súng đó ra diệp hàn hơi nhổ người quan sát cậu nghĩ thầm may nhờ có âm dương pháp nhãn giúp mình dự báo trước nếu không lần này đã toi đời rồi trên một tòa nhà cao tầng tên sát thủ thông qua ống ngắm trên súng quan sát thông qua súng ngắm là đầu xe của đường hải bân cùng diệp hàn đang trú ngụ không nhìn được đối tượng hắn ta hừ lạnh một tiếng hắn gọi điện thoại thông báo mục tiêu đang án binh bất động trốn ở góc chết tôi không nhìn thấy tiếp theo đến lượt cậu ra tay rồi thông qua điện thoại âm thanh tên sát thủ còn lại vang lên cứ giao cho tôi tên sát thủ dùng súng lúc này thu lại tầm ngắm khẳng định tiểu tử lần này mày chết chắc rồi phía diệp hàn lúc này đường hải bân sốt sáng hỏi hàn tử chúng ta bây giờ phải làm gì diệp hàn trấn an yên tâm chỗ chúng ta đang nấp là góc chết xạ thủ bắn tỉa nhìn không thấy đâu an tâm đợi cảnh sát tới là được rồi đúng lúc này một chiếc ô tô đột nhiên lao tới phía hai người tên sát thủ mặt sẹo từ bên trong xe thò người ra ngoài hắn ta giơ súng lên cười nói tìm thấy mày rồi hai người diệp hàn lập tức tái mặt tiêu rồi tên sát thủ giơ súng hướng về diệp hàn bắn ra một phát hắn cười đắc ý kêu lên đi chết đi diệp hàn nhếch miệng cười một tay chống xuống đất một tay đưa ra phía sau lưng lấy thứ gì đó và bảo muốn tao chết không dễ như vậy đâu cậu lôi ra long vũ chỉ mà triệu hoành thiên tặng mình kết hợp với âm dương pháp nhãn chuẩn bị chém về phía đầu đạn đang hướng tới mình đỡ lấy này tên sát thủ cười hỏi muốn dùng đoàn đao đỡ đạn của tao sao mày nằm mơ đi nhưng hắn ta lại không ngờ được rằng diệp hàn thực sự đỡ được đạn của hắn cậu vung đao chém đứt đôi đầu đạn thành hai mảnh tên sát thủ cùng đường hải bân đồng thời ngạc nhiên cái gì diệp hàn lúc đó bật chân lên đỡ bây giờ thoải mái đáp xuống đất hai mảnh đạn bị chém ra cũng rơi xuống đất tên sát thủ như không tin vào mắt mình kêu lên chuyện quái gì vậy một vài người đứng núp ở một chỗ nhìn một màn này chố cả mắt ngạc nhiên mà cảm thán trời ơi người đó dùng đao mà có thể ngăn được đạn tôi không phải đang xem phim điện ảnh đó chứ quá lợi hại rồi tên sát thủ tức tối bắn liên tiếp nhiều phát đạn về phía diệp hàn cậu lập tức sử dụng âm dương pháp nhãn nhìn đường đạn diệp hàn thủ thế chuẩn bị chém đao nghĩ thầm chỉ cần nhìn rõ đạn bay từ hướng nào tới mình có thể ngăn được nói rồi cậu vung tay chém đầu đạn một lần nữa bị bổ đôi bất cứ viên đạn nào bay tới đều bị cậu chém đứt tên sát thủ không khỏi lắp bắp chuyện chuyện này sao có thể mày rốt cuộc là ai diệp hàn không trả lời hắn cậu lấy đà bật nhảy tới trước mặt hắn ta hét lên nhiều lời chết đi tên sát thủ lập tức lấy đoàn đao bên quần của mình đáp lại tiểu tử đáng ghét coi tao là thằng ngốc sao hắn ta rút đao chặn lại đường đao của diệp hàn nhưng cậu vẫn tiếp tục dùng sức ghi chặt hắn ta xuống tên sát thủ bắt buộc dùng hai tay giữ lại đao của mình ngăn cho bản thân bị ép ngã hắn nghiến răng tiểu tử này mạnh quá diệp hàn cười thầm suy nghĩ mình đã tu luyện thành công luyện khí quyết sức mạnh của người này không thể nào so sánh với mình được diệp hàn lúc này đang ở trong tầm ngắm của một tên sát thủ khác tên sát thủ thông qua ống ngắm nhìn thấy cậu hắn ta nở một nụ cười đắc ý tóm được người rồi ngay sau đó hắn lập tức bóp cỏ diệp hàn dù đang túm lấy cổ áo của tên sát thủ mặt sẹo kia nhưng âm dương pháp nhẫn vẫn tiếp tục phát huy uy lực cậu ngay lập tức cảm nhận được có viên đạn bay tới chỗ mình lại nữa rồi tên sát thủ bắn tay tiếp tục nổ súng hét lên đi chết đi viên đạn như xé gió bay tới nhưng diệp hàn chỉ nở một nụ cười bảo người chết không phải ta cậu bất ngờ ngả người về phía sau khiến tên sát thủ kia kinh ngạc gì hắn làm sao có thể né được chứ tên sát thủ bắn tỉa nhận ra được ý định của cậu thì toát mồ hôi tiêu rồi diệp hàn ngả người lùi lại viên đạn bay tới liền xuyên qua người tên sát thủ kia khiến hắn ta ngỡ ngàng không kịp định hình hắn gục ngã xuống giường miệng mấp máy đáng đáng ghét sau đó thì chết tại chỗ diệp hàn chỉ tay vào hắn ta rồi quay qua liếc nhìn tên sát thủ bắn súng kia khai ngợi bắn tốt lắm tên sát thủ như bị khiêu khích mà tức giận quát khốn kiếp ta nhất định phải giết người nhưng lúc này diệp hàn đã nhanh chóng núp vào góc chết của cạnh xe còn giơ cả ngón giữa lên thách thức hắn diệp hàn che miệng cười nói giết nhầm đồng bọn của mình hắn bây giờ nhất định chắc tức phát điên rồi. Đường Hải bên giơ ngón cái lên cảm thán, Hàn Tử, cậu ngầu quá đi, đối phương chắc chắn giờ đang tức chết rồi. Lúc này, cảnh sát cuối cùng cũng tới, cảnh sát yên thận trọng cầm súng, từ trong xe đi xuống. Sau khi đặt chân xuống đường, cô lập tức cầm loa thông báo, lập tức phong tỏa con đường, lục soát khắp nơi, không được bỏ qua bất kỳ một kẻ tình nghi nào. Đám cảnh sát nghe vậy lập tức thi hành mệnh lệnh. Cảnh sát yên lo lắng nghĩ, bị hai tên sát thủ truy bắt, Diệp Hàn tên tiểu tử đó, e là lành ít dữ nhiều rồi. Tên sát thủ ở trên tòa nhà thấy cảnh sát tới vội thu súng, hắn chửi thầm, chết tiệt, cảnh sát nhanh như vậy mà đã tới rồi phải mau chuẩn thôi vừa đi hắn vừa nhớ lại hình ảnh thách thức của diệp hàn hắn tức giận nghiến răng tự thề với bản thân diệp hàn phải không ta tuyệt đối sẽ không tha cho người đầu. diệp hàn chĩa súng về phía xe của đường hải bân hạ lệnh người ở phía sau xe mau ra đây giơ hai tay lên đầu diệp hàn cùng đường hải bân thở phào đi ra diệp hàn cười gượng nói yên đội trưởng tôi chỉ là người dân lương thiện thôi mau bỏ súng xuống đi đường hải bân khoanh tay nói giọng điệu trách móc các ngươi cuối cùng đã tới rồi diệp hàn đã xử lý xong một trong hai tên sát thủ nghe vậy cảnh sát yên không khỏi ngạc nhiên cái gì đường hải bân cười cười chỉ tay vào thi thể tên sát thủ kia khoe khoang tên đó là do người anh em của tôi xử lý đó diệp hàn gãi đầu khiêm tốn đáp may mắn mà thôi đám cảnh sát nhìn thấy tên sát thủ thì kinh ngạc cảm thán tên tên này là tội phạm đặc biệt cấp a đó lợi hại thật sự quá lợi hại đây là sát thủ của kim tam giác có nhiều quốc gia truy bắt hắn nhưng luôn để hắn chạy thoát không ngờ giờ lại chết ở đây diệp hàn cười xua tay bảo đâu có đâu có may mắn cả thôi cảnh sát yên cau mày nhìn cậu suy tư diệp hàn anh rốt cuộc đang che giấu bí mật gì tôi càng ngày càng hiếu kỳ về anh khi nhìn về phía diệp hàn cô đột nhiên thấy một vết cắt ở trên tay cậu cảnh sát yên cầm băng gạt tới đề nghị tay của anh bị thương rồi tôi giúp anh băng bó diệp hàn cũng không khách sáo đáp vậy đa ta yên đội trưởng rồi đường hải bân cũng xen vào trêu chọc yên mỹ nữ mông của tôi cũng bị thương rồi có thể giúp tôi băng bó không cảnh sát yên tức giận cô đập một phát mạng vào cậu ta đường hải bân bị đánh u đầu bất tỉnh diệp hàn nhìn vậy chỉ có thể thương cảm như vậy cũng bạo lực quá rồi cậu ngồi xuống để cho cảnh sát yên băng bó vết thương đám cảnh sát nhìn cảnh này thì ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên kêu lên trời ơi yên đội trưởng thế mà lại chủ động giúp người khác băng bó vết thương tôi chưa bao giờ thấy cô ấy dịu dàng như vậy có tình ý nhất định là có tình ý